Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 152. Có điều, trên người ngươi có điểm mà nha đầu này không bằng được, đó chính là tính cách của ngươi, tính cách tàn nhẫn này của ngươi. Tàn nhẫn với người khác thì ai cũng làm được, nhưng tàn nhẫn với bản thân thì thế gian này ít ai có thể làm được. Phàm là người có thể tàn nhẫn với chính mình thì người này không thể là một phế nhân. Tiền bối là? Dương Diệp hỏi. Đại hán trung niên cười nói. Nha đầu không nói với người à? Dương Diệp lắc đầu. Đại hán trung niên cười to. Nào, ta vừa nướng một con dê béo, mọi người cùng ăn thôi, nói xong, hắn xoay người tiến vào trong nhà cỏ. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Đi, vào ăn. Dương Diệp vừa bước vào nhà cỏ, liền ngửi thấy một mùi thơm, trong nhà cỏ không gian không lớn, chỉ có một cái giường, cạnh giường có một đống lửa đang cháy, bên trên là một con dê đã được nướng vàng ươm. Thơm quá! Đại hán trung niên trực tiếp vặt một cái chân dê, sau đó cắn ăn rồi lau mỡ ở khóe miệng. Các ngươi tự nhiên ăn đi. An Nam Tĩnh đưa một cái chân dê cho Dương Diệp. Ăn đi. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy liền ăn, không thể không nói, chân dê này rất ngon, cứ như vậy, ba người im lặng ăn thịt dê. Qua hồi lâu, đại hán trung niên vỗ vỗ tay, sau đó nói. Nhà đầu lần này tới tìm ta là có chuyện gì? An Nam Tĩnh gật đầu. Chúng ta muốn mạnh hơn. Dục tốc thì bất đạt. Đại hán trung niên đột nhiên nói. An Nam Tĩnh nói. Ngươi nghĩ biện pháp đi. Đại hán trung niên lắc đầu. Nhà đầu ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hắn là học kiếm, đường đi không giống với ta. An Nam Tĩnh nói. Ngươi xem mà làm. Đại hán trung niên á khẩu không nói được gì. Qua hồi lâu, đại hán trung niên trầm giọng nói. Bất kể là võ đạo, hay là kiếm đạo, đều cần từng bước mà đi. Như vậy mới vững chắc. Đương nhiên, ta cũng biết, hiện tại là thời kỳ phi thường. Nói đến đây, hắn đứng lên. Ta không thể giúp các ngươi dục tốc bất đạt, nhưng, ta lại có thể khiến cho cơ sở của các ngươi vững chắc hơn. Cơ sở. Dương Diệp nói. Cơ sở của ta vẫn chưa vững chắc à? Vững chắc á? Đại hán trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Vững chắc, so sánh một số người, cơ sở của ngươi quả thật rất không tồi. Nhưng ở trong mắt ta, cơ sở của ngươi chẳng ra gì. Dương Diệp. Đại hán trung niên nhìn về phía An Nam Tĩnh. Còn cả nha đầu ngươi nữa, ngươi so với hắn thì tốt hơn một chút, nhưng cũng vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót. Có điều đây cũng là bình thường, năm đó khi ta bằng tuổi ngươi, cũng chẳng tốt hơn ngươi là bao. An Nam Tĩnh buông thịt dê trong tay, trầm mặc không nói gì. Đại hán trung niên lại nói. Hai người các ngươi đều rất không tồi, thật sự rất không tồi. Nhưng, các ngươi đều có một tật xấu chung. Đó chính là quá theo đuổi đột phá. Đặc biệt là tiểu tử Dương gia, nhục thân và cảnh giới của ngươi đều có vấn đề lớn, ngươi cứ như vậy thì không thể chứng đạo vấn tổ, cho dù có thể thì chỉ sợ cũng là chuyện của vô số năm sau. Dương Diệp nhìn đại hán trung niên. Tiền bối là. Đúng lúc này, đại hán trung niên đột nhiên gõ một cái vào đầu Dương Diệp. Đau. Dương Diệp cảm nhận được một cơn đau đớn toàn thân, cơn đau này khiến hắn thiếu chút nữa thì hét lên. Đại hán trung niên nói. Sao, không có một thân phận sáng chói thì không thể nói ngươi à? Dương Diệp. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, đại hán trung niên đột nhiên nói. Sao, không phục à? Dương Diệp nóng tính, nhảy dựng lên. Lão tử chính là không phục đấy, đánh nhau không? Hắn là sư phó của ta. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Sư phó. Dương Diệp ngây ra. Mà lúc này, đại hán trung niên đột nhiên xắn tay áo. Nào thì đánh nhau. Dương Diệp. Sư phó của An Nam Tĩnh. Thần sắc Dương Diệp có chút xấu hổ. Đánh à. Hẳn đánh không lại, nhưng không đánh thì mất mặt quá. Tiến thối lưỡng nan. Có điều trong thoáng chốc, vẻ mặt của Dương Diệp liền biến thành kiên định. Đánh. Ngoài nhà cỏ, đại hán trung niên và Dương Diệp từ xa nhìn nhau, hai người cách nhau khoảng 10 trượng. Đại hán trung niên vươn ngón tay ngoắc ngoắc, Dương Diệp cũng không lằng nhằng, giơ tay lên chém ra một kiếm này phá không mà đi, nháy mắt đã tới trước mặt đại hán trung niên. Lúc này, đại hán trung niên nắm quyền đấm một phát. Đạo kiếm khí của Dương Diệp trực tiếp vỡ tan, không chỉ như vậy, quyền phong trực tiếp chấn cho Dương Diệp bay xa mấy ngàn trượng.
vừa dừng lại, trong cơ thể Dương Diệp đã quay cuồng, cực kỳ không thoải mái. Ta chỉ dùng không đến hai thành công lực. Lúc này, đại hán trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía đại hán trung niên, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng đại hán trung niên, sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào lưng đại hán trung niên. Một kiếm này nhanh đến mức cho dù là An Nam Tĩnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ. Nhưng mà, kiếm của Dương Diệp khi còn cách lưng đại hán trung niên nửa tấc thì dừng lại, bởi vì mũi kiếm đã bị căn ngón tay kẹp lấy. Chính là hai ngón tay. Dương Diệp trong lòng cả kinh, lúc này, hai ngón tay của đại hán trung niên đột nhiên hơi chấn động. Ầm, lực lượng cường đại trực tiếp hất cả người Dương Diệp lẫn kiếm ra xa mấy ngàn trượng. Nếu với sức của người thường, khoảng cách mấy ngàn trượng này e là bóng người cũng không nhìn thấy. Đại hán trung niên bước một bước về phía trước, một bước này trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn cách không búng một cái về phía Dương Diệp. Không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên biến ảo, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố bao phủ Dương Diệp không ngờ cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích. Chỉ có thể ngồi yên chờ chết. Dương Diệp trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển ra kiếm vực, nhưng mà kiếm vực vừa xuất hiện, một quyền đầu đã đi tới mặt hắn. Dương Diệp cười chua chát, hắn thua rồi. Có điều thua trước vị này cũng không oan, bởi vì vị này chính là võ đế của Đại Thiên Vũ Trụ, cũng là võ thần. Vừa xưng đế lại vừa xưng thần. Đại hán trung niên thu hồi quyền đầu, sau đó nói. Nói thật, người tiểu tử này quả thật có tính khí, có điều quá cấp tiến. Ta không quá loại tính tình nói của ngươi, An nha đầu vẫn tốt hơn, nói gì là làm đấy, làm gì thì sẽ làm được. Tiền bối muốn biến nàng ta thành như ngươi à? Dương Diệp nói. Biến thành ta không được à? Đại hán trung niên nói. Lão tử không lợi hại sao? Lúc này, đại hán trung niên lại nói. Có điều, nàng ta sẽ không thành ta thứ hai. Ta trên con đường của ta đã đi gần hết rồi. Mà con đường này, có lẽ có điểm cuối, có lẽ không có điểm cuối, bất kể là như thế nào nàng ta cũng nên đi một con đường khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. An nha đầu, người tương lai muốn biến thành thế nào? An Nam Tĩnh hơi trầm mặc, sau đó nói. Không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn học mãi thôi. Nghe vậy, đại hán trung niên thấp giọng thở dài. An nha đầu, người cũng biết, so thiên phú, tuy ngươi rất yêu nghiệt, nhưng, ta năm đó so với hai người các ngươi hiện tại thì càng chói mắt hơn. Nhưng, có một điểm ta không bằng hai người các ngươi. Chỗ ta không bằng là tâm thái của ngươi so với ta thì không chỉ cao hơn một bậc. Ngươi học võ chỉ là vì thích thật sự chứ không phải vì vô địch, hoặc là trường sinh. Từ điểm đó mà nói, ta là thật sự không bằng ngươi. Vậy tiền bối sao không bằng ta? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vội vàng hỏi. Đại hán trung niên quay đầu nhìn Dương Diệp. Da mặt của ta không bằng ngươi, da mặt ngươi rất dày. Dương Diệp mặt tối sầm, lại muốn đánh người. Lúc này, đại hán trung niên vung tay lên, trong nháy mắt, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời biến mất tại chỗ. Ba người tới một phế tích. Chung quanh là cảnh tượng đổ nát, mà giữa phế tích dựng một tấm bia đá cực lớn, cao tới 10 trượng, mà trên đỉnh tấm bia đá là một pho tượng. Pho tượng là nữ tử tóc dài ngang vai, nhìn về phía trước, tay phải để sau lưng, trong lòng bàn tay trái cầm một thanh vũ khí kỳ dị. So với kiếm bình thường thì ngắn hơn, màu đen, phía cuối có hình dạng như mặt thú. Đây là... Dương Diệp hỏi. Đại hán trung niên nhìn vào vũ khí trong tay nữ tử đó. Biết đây là cái gì không? Dương Diệp và An Nam Tĩnh lắc đầu. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Đại hán trung niên nói khẽ. Truyền thuyết Hoàng Tuyền Chi Hà, có thể chiếu kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Móc câu này tụ nước Hoàng Tuyền mà thành, người bị đâm trúng sẽ hủy kiếp này, diệt kiếp sau, vĩnh rơi vào địa ngục, không thể đào thoát. Dương Diệp nói. So với kiếm thủ kia thì ai lợi hại? Đại hán trung niên nhìn Dương Diệp. Phải xem là ở trong tay ai, người phải biết. Bất kể kiếm hay là vũ khí gì đều phải nhìn vào người sử dụng. Cho người dùng, hai vũ khí ở trước mặt ta đều là cặn bã. Đại hán trung niên quay đầu nhìn về phía pho tượng đó. Biết ai đây không? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Đại hán trung niên nói. Hư Linh Nữ. Dương Diệp trong lòng cả kinh, hắn lại nghe thấy cái tên này. Đây là thiên tài siêu cấp trong truyền thuyết, đại hán trung niên nói.
nơi này kỳ thật chính là nơi ở của hư linh tộc năm đó. Mà nơi này chính là đại bản doanh của hư linh tộc. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, toàn bộ hư linh tộc trực tiếp biến mất. Mà hư linh nữ lúc trước tay cầm hoàng tuyển thiên mệnh vô địch hậu thế cũng theo đó mà vẫn lạc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, nói. Ta dẫn các ngươi tới đây, là muốn nói với các ngươi rằng, thế giới này không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, con đường của cường giả là cùng vô tận, mà trên con đường này, kiên định tiêu sái thì có thể đi xa hơn. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía tượng hư linh nữ. Nàng ta mạnh lắm à? Đại hán trung niên gật đầu. Rất mạnh, có lẽ các ngươi không cảm thụ được, cho dù là hiện tại ta cũng có thể từ trong tượng của nàng ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhà đầu ngươi không yếu, muốn vượt qua nàng ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. An Nam Tĩnh trầm mặc. Tiền bối, đại thiên vũ trụ mấy độ đổi chủ, vì sao đại thiên vũ trụ không tan biến? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Theo lý mà nói, đại thiên vũ trụ không chịu nổi sự dày vò của những cường giả siêu cấp này, nhưng hiện tại, đại thiên vũ trụ vẫn tốt. Đại hán trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Biết thiên mệnh không? Dương Diệp lắc đầu. Đại hán trung niên nói khẽ. Thực lực của ngươi càng cường đại, thế giới phải thăm dò càng nhiều, sẽ càng kính sợ vũ trụ hơn. Vũ trụ làm sao mà hình thành? Sinh mệnh đầu tiên hình thành như thế nào? Tinh cầu trong vũ trụ vì sao tự quay theo quy luật? Đây là trời sinh hay là do người làm? Nói tới đây, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói. Rất nhiều thứ chúng ta không thể giải thích được, cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng ra một thứ, đó chính là thiên mệnh. Trong vũ trụ có rất nhiều chuyện được an bài trước. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, ai biết có phải là một loại an bài hay không? Dương Diệp trầm mặc. Cách nghĩ của võ đế có chút khác biệt so với hắn. Đối với hắn mà nói, bất kể là thiên mệnh hay không thiên mệnh, mặc kệ vũ trụ hay không vũ trụ, sống tốt là được rồi. Nếu mình mà sống một cách không rõ ràng thì còn quản gì tới thiên mệnh vũ trụ? Các ngươi đi theo ta. Võ đế đột nhiên nói. Dương Diệp và An Nam Tĩnh theo võ đế tới một gian đại điện cũ nát, sau khi tiến vào, Dương Diệp lập tức cảm thấy có chút là lạ. Loại cảm giác đó rất kỳ quái. Đây là một địa phương kỳ dị. Võ đế nói. Ở đây, có một từ trường có thể tu luyện. Năm đó ta ngẫu nhiên phát hiện ra địa phương này. Sau đó thì không rời khỏi. Có thể nói, năm đó ta có thể trưởng thành nhanh như vậy là nhờ có địa phương này. Tu luyện. Trong mắt Đỗ Uông Diệp hiện lên một tia khinh ngạc một tia kinh ngạc. Tu luyện thế nào? Võ đế mỉm cười, một cỗ linh khí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Cách đó không xa Dương Diệp đang bò dưới đất. Không hề có dấu hiệu nằm bò dưới đất. Lúc này Dương Diệp cũng có chút ngây ngốc, ngay cả bản thân hắn cũng biết sao mình lại nằm trên đất, muốn đứng lên nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, mình căn bản không thể động đậy. Dương Diệp nhìn về phía võ đế, tay phải võ đế vung lên, trong điện khôi phục bình thường, Dương Diệp cũng khôi phục bình thường, nhưng toàn thân vẫn cảm thấy rất không thích ứng. Đại hán trung niên nói, có người nói trọng lực không gian trong vũ trụ cường hành bị áp xúc ở đây. Có thể nói thế này. Nếu phóng xuất toàn bộ trọng lực nơi này, đủ để thuấn sát 10 vị thánh nhân, cũng chỉ có cường giả cấp bậc lão tổ mới có thể bất chấp trọng lực nơi này. Mà trọng lực này rất thích hợp cho tu luyện, đương nhiên cũng chỉ thích hợp với hai người các ngươi, những người khác e là không thích ứng được. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, từ những gì võ đế nói, hắn cũng ý thức được, nếu tu luyện kiếm kỹ hoặc là vũ kỹ ở đây, tác dụng thật sự rất khủng bố. Đúng lúc này, Thiên Tú ôm Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sao thế? Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Ta muốn cùng Tiểu Bạch đi chơi xung quanh, được không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nhìn về phía võ đế. Võ đế nhìn Tiểu Bạch và Thiên Tú, sau đó nói. Ở đây bọn họ được an toàn. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú và Tiểu Bạch. Đừng đi xa quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Tú và Tiểu Bạch luôn ở trong Hồng Mông Tháp, đối với hai đứa này mà nói, cũng muốn ra ngoài chơi. Đương nhiên lúc trước Dương Diệp không cho phép, bởi vì quá nguy hiểm, mà hiện tại, có đại hán trung niên này ở đây, không ai có thể tổn thương tới họ. Được Dương Diệp đồng ý, Tiểu Bạch bay đến trên vai Dương Diệp, hung hăng cọ cọ vào má Dương Diệp. Tiếp theo nàng ta nhảy lên biến mất cùng Thiên Tú. Võ đế nhìn Tiểu Bạch.
cuối cùng ánh mắt trên người Thiên Tú. Qua hồi lâu, Võ Đế thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hiện tại bắt đầu đi. Thiên Tú theo Tiểu Bạch nhảy tới trước pho tượng lúc trước, Thiên Tú ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt mang theo một tia ngỡ ngàng. Ta đã trở về. Mà đúng lúc này. Tượng hư linh nữ nứt càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đống bụi bặm. Nhưng mà, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay pho tượng đã bay tới trước mặt Thiên Tú. Có điều vẫn là trạng thái thạch điêu. Bên cạnh Thiên Tú, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng vuốt sờ sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú cũng nhìn về phía Tiểu Bạch, hai tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này, Tiểu Bạch tóm lấy Hoàng Tuyền Thiên Mệnh đưa cho Thiên Tú, Thiên Tú do dự một thoáng, cầm lấy Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh lóe ra một đạo hắc quang, có điều rất nhanh liền biến mất, hai tiểu gia hỏa đều không phát hiện. Thiên Tú nhìn Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay, sau đó nói khẽ đây là tảng đá. Tiểu Bạch lại lắc đầu, vẩy vẩy tay, ra hiệu đây là bảo bối. Thoạt nhìn giống như tảng đá, nhưng cảm giác nói với nàng ta rằng đây là bảo bối. Bảo bối. Thiên Tú chớp chớp mắt, sau đó đưa Hoàng Tuyền Thiên Mệnh Tiểu Bạch. Giúp ta xem thử. Tiểu Bạch chớp mắt mấy cái, nàng ta cũng không cự tuyệt, nàng ta nhận lấy lơ Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, cúi đầu nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta khẽ há ra, không ngừng phun linh khí vào bên trong, nhưng mà Hoàng Tuyền Thiên Mệnh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trên mặt Tiểu Bạch xuất hiện vẻ nghi hoặc, nghĩ một lúc, nàng ta cầm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh gõ xuống đất, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú cầm lấy Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, do dự một thoáng, sau đó gõ xuống đất. Rắc! Trong ánh mắt kinh hãi của hai tiểu gia hỏa, mặt đất đột nhiên nứt ra, không chỉ như vậy, lúc này, mặt đất toàn bộ tinh cầu đều nứt ra. Nếu từ trong tinh không nhìn tinh cầu này sẽ phát hiện, tinh cầu này giống như một trứng chim bị gõ vào vật cứng. Thiên Tú và Tiểu Bạch nhìn nhau, trong mắt hai tiểu gia hỏa đều mang theo vẻ sợ hãi. Gây họa rồi. Đây là suy nghĩ lúc này của họ. Tiểu Bạch lén liếc về vị trí của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nàng ta giơ tay đặt lên miệng, làm ra động tác suỵt. Thiên Tú vội vàng gật đầu. Rất nhanh hai tiểu gia hỏa rụt rè chạy đi. Sau khi họ đi, Đại Hán Trung Niên đột nhiên xuất hiện ở vị trí của hai người lúc trước. Đại Hán Trung Niên nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc hồi lâu, hắn lắc đầu, sau đó biến mất. Thiên Tú không về mà dẫn Tiểu Bạch tới một phế tích. Ở đây toàn là mộ, những ngôi mộ này rất lớn, số lượng phải tới trăm ngôi. Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có chút âm u, nàng ta không thích lắm. Mà lúc này Thiên Tú đột nhiên giữ chặt tay nàng ta, sau đó nói. Chúng ta đợi chút rồi hẵng đi, được không? Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó khoa tay múa chân, ra hiệu nơi này chắc không có bảo bối. Thiên Tú nói khẽ. Chúng ta đợi một chút thôi. Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó khoa tay múa chân, ra hiệu nơi này chắc không có bảo bối. Tiểu Bạch. Đúng lúc này, Thiên Tú chậm rãi quỳ xuống. Ta dùng thiên mệnh để thề, tử tộc không diệt, ta nguyện ý vĩnh viễn rơi vào luyện ngục. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Tú. Thiên Tú chậm rãi đứng lên, trong mắt mang theo một tia ngỡ ngàng, có điều rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Nàng ta chậm rãi bước vào sâu trong mộ, chỉ một lát sau, nàng ta đi tới trước một dòng sông, nước sông rất trong, có thể thấy được cả đáy sông. Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Tiểu Bạch, trước kia rất nhiều người đã chết ở đây. Tiểu Bạch. Suy nghĩ của Tiểu Bạch kỳ thật rất đơn giản, đi theo Dương Diệp lăn lộn, tìm bảo bối, chơi thật vui. Nói với nàng ta những thứ phức tạp, nàng ta sẽ không cảm thấy hứng thú. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng ta xuất hiện gợn sóng, mà trong đầu nàng ta đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Thiên không u ám, trời đổ mưa. Trên không trung là một nữ tử mặc trường bào màu tím, nữ tử đứng lặng trong không trung, tay phải đặt sau lưng, tay trái cầm một thanh vũ khí kỳ dị. Chính là Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Phía dưới nữ tử, cũng chính là trên đại địa có 30 người. Những người này hình thể so với nhân tộc bình thường thì cao lớn hơn một chút, bộ dạng cũng có chút bất đồng với nhân tộc. 30 người này đều mặc trường bào màu lam. Mà phía sau 30 người này còn có mấy trăm yêu thú hình thể cực lớn,
ngoại hình của những yêu thú này có chút dữ tợn, đều nhe răng nanh, trên người tỏa ra khí tức hung lệ. Mà trong mấy vạn trượng phía sau những yêu thú này là vô số thành trì. Thiên địa là một mảng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, nữ tử đó trên trời đột nhiên mở mắt, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Trận chiến này thắng thì hư linh tộc sống, bại thì hư linh tộc vong. Thắng. Phía dưới, bên trong những thành trì cách đó không xa, vô số thanh âm đồng loạt hò hét. Ngô Hoàng vô địch! Ngô Hoàng vô địch! Toàn bộ thiên địa nháy mắt trở nên sôi trào. Mà lúc này, Thiên Tú đột nhiên thu hồi ánh mắt, hình ảnh cũng dừng lại. Qua hồi lâu, Thiên Tú nhìn dòng sông. Ngày khác sẽ tới, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn Tiểu Bạch xoay người rời đi. Lúc này Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện trong đại điện có trọng lực vũ trụ đó, đối với Dương Diệp mà nói là đau khổ cũng là khoái hoạt. Trọng lực trong đại điện so với tưởng tượng của hắn thì khủng bố hơn rất nhiều, tu luyện ở đây độ khó cực kỳ lớn. Vốn hắn có thể trong một hơi thở chém ra vô số kiếm, nhưng hiện tại, hắn trong một hơi thở cũng chỉ có thể đánh ra một kiếm, đây đã là cực hạn hiện tại của hắn rồi. Dưới trọng lực này, cho dù hít thở cũng có chút khó khăn. Có điều hắn biết, tu luyện dưới loại trọng lực này sẽ có lợi ích rất lớn. Chỉ cần hắn thích ứng với loại trọng lực này, vậy khi hắn ở hoàn cảnh bình thường, thực lực khẳng định sẽ vô cùng khủng bố. Đương nhiên, hắn hiện tại rất khó chịu, cách đó không xa, là Đại Hán Trung Niên. Trước mặt Đại Hán Trung Niên là một con dê đã nướng xong, Đại Hán Trung Niên hoàn toàn không để ý tới An Nam Tĩnh và Dương Diệp, chỉ lo ăn dê. Đúng lúc này, Thiên Tú và Tiểu Bạch bay về. Đại Hán Trung Niên nhìn hai tiểu gia hỏa, sau đó tiếp tục ăn dê. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dừng ở trước mặt Đại Hán Trung Niên, nàng ta nhìn con dê nướng trước mặt, do dự một thoáng, tay chỉ vào đó. Muốn ăn à? Đại Hán Trung Niên nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, tiếp theo, nàng ta xòe tay, một viên tiên tinh thạch rơi xuống trước mặt Đại Hán Trung Niên. Mua! Ý tứ của Tiểu Bạch rất rõ ràng. Sau khi cho Đại Hán Trung Niên tiên tinh thạch, Tiểu Bạch trực tiếp xé một miếng thịt dê cho vào trong miệng, rất nhanh, mắt nàng ta trợn lên, chớp chớp. Ngon quá! Sau đó, Tiểu Bạch lại xé một miếng. Đại Hán Trung Niên! Ngon lắm à! Lúc này, Thiên Tú đi tới, nói khẽ. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó lại lấy ra một viên tiên tinh thạch rồi đưa cho Đại Hán Trung Niên. Tiếp theo, nàng ta xé một miệng thịt dê cho Thiên Tú. Thiên Tú do dự một thoáng rồi cầm thịt dê bỏ vào miệng. Rất nhanh, mắt Thiên Tú sáng lên. Đúng là rất ngon. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Đúng lúc này Đại Hán Trung Niên nhìn Thiên Tú. Tiểu cô nương là người ở đâu? Thiên Tú nhìn về phía Đại Hán Trung Niên, nàng ta do dự một thoáng, sau đó nói. Không biết. Đại Hán Trung Niên hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ. Vậy tiểu cô nương sau này muốn đi đâu? Thiên Tú nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đi theo ca ca và Tiểu Bạch. Ca ca. Đại Hán Trung Niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp ở cách đó không xa. Lúc này, Dương Diệp vẫn đang luyện kiếm kỹ của hắn. Đại Hán Trung Niên thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thiên Tú. Vì sao muốn đi theo hắn? Thiên Tú nhìn về phía Đại Hán Trung Niên. Không nên à. Đại Hán Trung Niên lắc đầu, cười nói. Cũng không phải, chỉ là hiện tại hắn có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm, các ngươi đi theo hắn, không sợ à? Thiên Tú lắc đầu. Ca ca sẽ bảo vệ ta. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại Hán Trung Niên cười cười. Không đang nói gì, tiếp tục ăn thịt dê. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Diệp và An Nam Tĩnh mỗi ngày đều tu luyện điên cuồng. Mà Tiểu Bạch và Thiên Tú thì thỉnh thoảng lại tới thăm, còn phần lớn thời gian thì dạo chơi ở bên ngoài. Thiên Tú dường như có chút quen thuộc với nơi này, thường dẫn theo Tiểu Bạch tới một số địa phương kỳ quái. Có Đại Hán Trung Niên ở đây, Dương Diệp cũng không lo cho hai tiểu gia hỏa này, mặc họ tùy ý rong chơi. Trong đại điện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là Đoạn Tội. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều luyện một số động tác cơ bản, ví dụ như đâm, chém, gẩy. Đây là Đại Hán Trung Niên yêu cầu hắn luyện, theo như lời của đối phương thì những thứ cơ bản này rất nhiều lúc mới là quan trọng nhất. Trải qua hơn một tháng khổ tu, Đại Hán Trung Niên miễn cưỡng cảm thấy hắn đã đủ tư cách. Mà hiện tại,
hắn muốn luyện kiếm kỹ. Dưới trọng lực vũ trụ hắn luyện táng kiếm sát và bối thư sát. Đột nhiên, Dương Diệp vươn tay ra nắm lấy đoạn tội rồi biến mất tại chỗ, nhưng mà hắn không xuất hiện ở hiện mà mình muốn. Trọng lực ở đây khiến tốc độ của hắn ít nhất cũng chậm đi mấy chục lần. Hắn hiện tại thi triển bối thứ sát này, bất kỳ một huyền giả nào cũng có thể tránh được. Sự quá chậm, rất không hài lòng. Luyện, điên cuồng. Cái hắn hiện tại cần làm là luyện bối thứ sát trong trọng lực vũ trụ này mà vẫn nhanh như ở bên ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua nửa năm. Cách đại điện không xa, nam tử trung niên chuyên tâm nướng một con dê. Bên cạnh hắn là một tiểu cô nương, chính là Thiên Tú, mà ở trên vai Thiên Tú là một tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa này nhiên chính là Tiểu Bạch. Lúc này hai tiểu gia hỏa đang nhìn con dê không chớp mắt. Đại hán trung niên nhìn Tiểu Bạch và Thiên Tú, có chút buồn cười, hai tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này trừ mỗi ngày ra ngoài rong chơi ra, thời gian còn lại chính là tìm hắn ăn thịt dê, đặc biệt là Tiểu Bạch, mỗi lần tới đều sẽ cho hắn một viên tiên tinh thạch. Hắn đường đường là võ đế mà giờ lại trở thành một hỏa phu. Võ đế sau khi nướng xong, nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Lúc này Dương Diệp đang không ngừng biến mất, sau đó lại không ngừng xuất hiện. Bối thứ sát, Dương Diệp hiện tại chỉ chuyên chú vào một chiêu này. Nửa năm trôi qua, hắn đã tu luyện một chiêu này nhanh như ở ngoại giới. Võ đế quan sát một lán, sau đó hơi gật đầu. Miễn cưỡng được rồi. Dưới tình huống như vậy, có thể có tốc độ như vậy, bên trong đại thiện cảnh quả thật được cho là không tồi. Mà hiện tại, nếu Dương Diệp ra ngoài, tốc độ và uy lực của hắn tuy rằng vẫn không thể uy hiếp tới cường giả cấp bậc lão tổ, nhưng thánh nhân thì tuyệt đối không thể chống lại. Không phải cấp thánh nhân mà lại có thực lực siêu việt cả thánh nhân. Võ đế xé chân dê đưa cho Tiểu Bạch và Thiên Tú và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng Thiên Tú nhân lấy chân dê. Cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa bắt đầu ăn. Không lâu sau, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên ngừng lại, hắn từ trong đại điện đi ra. Vừa ra ngoài cả người Dương Diệp ngây đơ. Một loại hình dung khó có thể hình dung. Bên trong đại điện, hắn chịu sự cưỡng chế của trọng lực vũ trụ, khiến cho hắn khi ở bên trong tốc độ so với bên ngoài thì giảm xuống số lần, mà khi hắn đã thích ứng với trọng lực bên trong, ra ngoài rồi, hắn kinh hãi phát hiện, hắn không ngờ không thích ứng với bên ngoài. Chuyện bình thường thôi. Lúc này, võ đế đột nhiên nói. Thích ứng mấy ngày là được, hiện tại năng lực thích ứng của thân thể ngươi đã hoàn toàn khác với người ngoài. Điều này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt. Nghe vậy, Dương Diệp yên lòng, hắn đi tới trước mặt võ đế, sau đó ôm quyền. Đa tạ. Võ đế lắc đầu. Không cần cảm tạ ta chỉ dẫn ngươi tới chỗ này mà thôi. Dương Diệp cười cười, không nói gì, hắn nhìn về phía Thiên Tú và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến vai hắn, không ngừng cọ vào mặt hắn. Nhìn thấy Dương Diệp, Thiên Tú cũng mỉm cười. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này chơi vui chứ? Tiểu Bạch gật đầu, khoảng thời gian này rất tự do, có thể rong chơi khắp nơi. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện, có điều, An Nam Tĩnh không phải tu luyện vũ kỹ, mà là chiêu thức căn bản bình thường. Nàng ta chắc cũng sắp xong rồi. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên trước mắt, sau đó nói. Tiền bối có biết tộc thời Thủy Văn Minh không? Thủy Văn Minh. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Ngươi không ngờ biết Thủy Văn Minh. Ngẫu nhiên biết được thôi. Dương Diệp nói. Võ đế hơi trầm ngâm, sau đó nói. Trong tất cả các tộc, tộc thời Thủy Văn Minh là cổ xưa nhất trong đại thiên vũ trụ của chúng ta, cũng là tộc thần bí nhất, hơn cả hư linh tộc và tiền sử nhất tộc. Ghi chép của đại thiên vũ trụ chúng ta về họ cơ hồ là bằng không. Người biết lại càng ít tới đáng thương. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người lại có thể biết, khiến ta có chút bất ngờ. Dương Diệp nói. Tiền bối cũng biết à. Võ đế nói khẽ. Biết không nhiều lắm, chỉ biết bọn họ đã rời khỏi đại thiên vũ trụ. Rời khỏi đại thiên vũ trụ. Dương Diệp có chút thất vọng, hắn lắc đầu, sau đó nói. Kỳ thật đại thiên vũ trụ hiện tại cũng không phải là chính là tuyệt lộ. Ta từng tiếp xúc với bọn họ từng nói, đại thiên vũ trụ này chính là một trận pháp thiên nhiên. Nhưng, sinh linh của chúng ta, thực lực quá yếu kém,
muốn khởi động trận pháp này, trừ phi toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ chung sức. Nhưng tiền bối cũng biết đấy, thế lực các phương của đại thiên vũ trụ hiện tại rắc rối phức tạp, muốn mọi người liên thủ là không thể. Dù sao mọi người đều muốn giữ mạng, nhưng không ai chịu tin lời ta nói cả. Quả thật là sẽ không tin đâu. Võ đế nói, đại thiên vũ trụ này quả thật là một trận pháp lớn. Nhưng muốn khởi động trận pháp này, các tộc e là đều phải trả một cái giá đắt. Mà sau khi phải trả giá đắt rồi là không thể rời khỏi, sau đó lại có cường địch xuất hiện, khi đó, mọi người đều tiêu tùng. Dương Diệp nói, nếu tiền bối đứng ra chắc là có thể. Ta á, võ đế lắc đầu, ngươi đừng hy vọng vào ta, đại thiên vũ trụ rất phức tạp rồi, ta mà nhúng tay vào, e là sẽ mệt chết. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta không rảnh đi quản chuyện này. Dương Diệp cười khổ. Ta vốn tưởng rằng tiền bối là nhân sĩ chính nghĩa, không phải nói năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn sao? Võ đế liếc Dương Diệp. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói đến đây, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói. Kỳ thật, đủ khả năng dưới tình huống có thể giúp một tay cũng không có vấn đề gì. Mà vấn đề là, thế lực đại thiên vũ trụ rắc rối phức tạp, mọi người đều chỉ nghĩ tới lợi ích của mình. Ngươi bảo ta đi làm người tốt, người khác lại thấy ta chướng mắt. Loại chuyện tốn sức mà không được lòng này ta sẽ không làm đâu. Hơn nữa, cho dù ta ra ngoài, tam đại gia, bách tộc, và các thế lực loạn thất bát tao liệu có nghe ta không? Dương Diệp trầm giọng nói. Vậy tiền bối cứ trơ mắt nhìn đại thiên vũ trụ diệt vong à? Võ đế xòe tay. Ngươi nói cứ như đại thiên vũ trụ nếu diệt vong thì là trách nhiệm của ta vậy. Dương Diệp. Lúc này, võ đế nói. Đừng nói những cái này nữa. Chúng ta cứ lo tốt chuyện của mình đi. Về phần chuyện của đại thiên vũ trụ cứ kệ họ, đợi ngày cùng đường rồi, tự họ sẽ nghĩ biện pháp. Dương Diệp nói, biện pháp của họ chính là cướp tiểu bạch của ta. Võ đế phá lên cười. Tiểu tử ngươi nói lâu như vậy, giúp đại thiên vũ trụ là giả, giúp bản thân mới là thật. Nếu ta ra ngoài liên hợp thế lực các phương của đại thiên vũ trụ, ánh mắt của bọn họ sẽ tập trung vào trận pháp của đại thiên vũ trụ chứ sẽ không hướng về ngươi nữa, đúng không? Dương Diệp cũng không xấu hổ. Ta quả thật là nghĩ như vậy, có điều, cho dù bọn họ tới tìm ta, ta cũng không sợ, Dương Diệp không sợ nhất chính là giết người. Võ đế mỉm cười. Những cái này không liên quan tới ta. Vậy tiền bối quan tâm cái gì? Dương Diệp cười nói. Võ đế nhìn Dương Diệp. Lòng hiếu kỳ của ngươi rất mạnh. Thế không phải là chuyện tốt đâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh đã ra khỏi đại điện, đi tới trước mặt bọn họ. Võ đế quan sát An Nam Tĩnh. Cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh gật đầu. Rất tốt. Võ đế nói. Thực lực hiện tại của các ngươi, thánh nhân đối với các ngươi mà nói căn bản không có uy hiếp. Có điều đừng khinh thường cấp bậc lão tổ, cho dù là ta. Cũng không dám khinh thường bọn họ, tứ đại lão tổ, không ai là nhân vật đơn giản, thực lực chân chính của bọn họ cũng là một điều bí ẩn. Tóm lại, có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung bọn họ, trừ mấy lão già đó ra, còn có một số sinh linh thần bí, cũng không thể khinh thường, tóm lại một câu, đừng tưởng rằng mình vô địch. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Đi đâu thế? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Võ đế dừng bước. Tới một nơi từ lâu đã muốn đến, nhà đầu, con đường tương lai ngươi phải tự đi, có điều ta rất có lòng tin với ngươi, nếu ngươi có thể rời khỏi tên này, vậy thì càng có lòng tin hơn. Phiền phức trên người tên này là rất lớn. Nói đến đây, nhìn Thiên Tú. Cho dù là tiểu nha đầu này lớn lên, e là cũng khó có thể giải quyết được phiền phức đó. Nói xong, hắn biến mất. Dương Diệp. Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Ta vẫn ở bên cạnh ngươi. Dương Diệp trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Ta biết. An Nam Tĩnh gật đầu, không nói gì nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Thiên Tú và Tiểu Bạch. Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, sau đó xoay người xé một cái chân đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nào, chúng ta ăn xong rồi đi. An Nam Tĩnh gật đầu, cũng không cự tuyệt. Cứ như vậy, mấy người ăn sạch con dê nướng. Tiểu Bạch có chút vẫn chưa thỏa, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tay vung rất nhanh.
ý tứ là sau này biết tìm đại hán nướng dê ở đâu. Dương Diệp cười ha ha, xoa đầu Tiểu Bạch. Dám bắt một vị võ đế nướng dê cho ăn, cũng chỉ có một mình Tiểu Bạch ngươi mà thôi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch và Thiên Tú, trực tiếp biến mất. An Nam Tĩnh đi theo. Chân trời, khi họ sắp rời khỏi quả tinh cầu đó, Thiên Tú đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới. Ánh mắt nàng ta dần dần trở nên lạnh lùng, ở trán lặng lẽ hiện lên một vật. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Nhân giới. Nhân giới Dương Diệp và An Nam Tĩnh trở lại nhân giới, Nam Tĩnh tiến vào trong Hồng Mông Tháp, mà Dương Diệp thì đi tới Lâm Nhai Thánh. Xia. Trong đại điện. Trong đại điện đều là cường giả đến từ các nơi của nhân tộc. Thánh nhân nhân tộc cho tới bây giờ có không tới 19 người. 19 người. Đây có thể nói là thực lực chân chính của nhân tộc. Đừng nhìn nhân tộc truyền thừa vô số năm, kỳ thật, có thể có 19 người đã là không dễ rồi. Thánh nhân, không phải dễ dàng sinh ra. Tuy Dương Diệp và An Nam Tĩnh có thánh nhân siêu việt thánh nhân, nhưng bọn họ chung quy vẫn không phải là thánh nhân. Hơn nữa, muốn đạt tới thánh nhân, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể. Trong điện, ánh mắt mọi người đều tập trung Dương Diệp Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã mang tới mọi người một loại cảm giác sâu không lường được. Thiên tài nhân tộc. Trong lòng các thánh vẫn có chút vui mừng, tuy nhân tộc rất nhiều lúc thích nội chiến, nhưng, mỗi khi nhân tộc có nguy cơ, cuối cùng vẫn có người sẽ đứng ra. Nhân tộc từng bại mà chưa bao giờ bị chinh phục. Bách tộc có động tĩnh gì không? Dương Diệp hỏi. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên đứng dậy. Nửa năm gần đây bách tộc cơ bản không có động tĩnh gì. Nhưng đại thiên vũ trụ đã xảy ra số việc lạ. Linh khí của rất nhiều đại lục trong tiểu thiên thế giới đang từ từ biến mất, cho tới bây giờ, đã có không dưới 30 đại lục bị hủy diệt. Hơn nữa số lượng này vẫn đang không ngừng gia tăng. Không chỉ tiểu thiên vũ trụ, linh khí của rất nhiều nơi trong trung thiên vũ trụ và đại thiên vũ trụ cũng đang bắt đầu khô kiệt. Thời đại mạt pháp, không khí có chút trầm trọng. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Thời đại mạt pháp đã từ từ bắt đầu rồi. Đúng lúc này, Lâm Chấn đột nhiên bước vào, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Minh gia có lời mời. Minh gia à? Dương Diệp nhíu mày. Có nói là chuyện gì không? Lâm Chấn lắc đầu. Chỉ mời ngươi tới có việc thương lượng. E là có trá. Lúc này, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão già đó, lão già tên là Tuyên Lão, trong nhân tộc có bối phận rất cao. Cũng có thể nói là một vị thánh nhân sống lâu nhất. Đáng để nhắc tới là, Tuyên Lão này từng là thành viên của Liên minh Thánh nhân, mà lúc trước khi Liên minh Thánh nhân yêu cầu đối phương tới giết hắn, Tuyên Lão đã cự tuyệt. Lúc này, Tuyên Lão nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi hiện tại là hạch tâm của nhân tộc, mọi sự đều phải cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất. Đừng nhìn nhân tộc hiện tại đoàn kết với nhau, nhưng đây là vì có Dương Diệp. Cho dù là nhân quân năm đó cũng không thể khiến cho thế lực các phương nhân tộc hoàn toàn thần phục. Ta cảm thấy có thể đi. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương ở bên cạnh đột nhiên nói. Nói xong, nàng ta thi lễ với Tuyên Lão, sau đó nói tiếp. Minh gia từ trước tới giờ đều trung lập, lần này bọn họ mời Dương Diệp chắc là có ý tưởng gì đó. Theo ta, đây là có liên quan tới bách tộc, về phần nguy hiểm mà Tuyên Lão nói, tất nhiên là cũng có điều, ta tin. Hắn có lòng tin với thực lực của mình. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, mỉm cười. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đi thì đi, ta cũng muốn biết hiện tại binh gia và bách tộc có thái độ gì. Tuyên Lão hơi gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì cứ truyền âm cho chúng ta là được. Nói đến đây, Lão dừng một chút, lại nói. Bây giờ còn có một vấn đề, nhân giới có một số nơi, linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Tiếp nhận bọn họ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chư vị, hiện tại là thời khắc nguy nan của nhân tộc ta hy vọng, một phương gặp nạn, tám phương sẽ trợ giúp. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nạp giới đặt lên mặt bàn. Trong đây có 100 vạn tiên tinh thạch, dùng như thế nào, các người tự thương lượng. Nếu không đủ, vậy mọi người quyên góp đi. Nói xong, hắn ra khỏi đại điện, Lâm Chấn đi theo. 100 vạn tiên tinh thạch. Trong điện là một mảng trầm mặc. 100 vạn tiên tinh thạch, đây thật sự không phải một lượng nhỏ, cho dù trong điện toàn là thánh. Nhưng toàn bộ gia sản của bọn họ cộng lại e là cũng không tới 100 vạn tiên tinh thạch.
mà ở thời đại mạt pháp này, thứ quý giá nhất chính là tiên tinh thạch. Qua hồi lâu, Tuyền lão thấp giọng thở dài. Ta cũng không bằng. Thật lòng mà nói, nếu là bản thân lão, lão cũng sẽ không một phát đưa ra nhiều tiên tinh thạch như vậy, đặc biệt còn là vào lúc như thế này. Lúc này, Tuyền lão nhìn về phía Dương Liêm Xương. Ngươi xử lý đi. Dương Liêm Xương gật đầu, thu hồi nạp giới. 100 vạn tiên tinh thạch. Cho dù là nàng ta cũng có chút động dung. Ngoài điện, Dương Diệp nhìn về phía Lâm Chấn cũng ra theo. Tiền bối có việc gì à? Lâm Chấn gật đầu. Thực không dám giấu, có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói. Dương Diệp nói. Lâm Chấn do dự một thoáng, sau đó nói. Ta muốn xin tiểu hữu thu Thư Nha làm đồ đệ. Thư Nha, Dương Diệp tất nhiên không quên, chính là thiếu niên được nho tổ truyền thừa. Dương Diệp nói, vì sao? Tiền bối chắc biết, hắn mà đi chung đường với ta thì sẽ khác. Lâm Chấn cười khổ. Ta biết, ta chỉ là muốn cho hắn thêm một thân phận giữ mạng. Cho dù là ngày nào đó Lâm Chấn ta không còn, ở nhân giới, ở đại thiên vũ trụ cũng không có ai dám có ý đồ với hắn. Dương Diệp minh bạch, Thư Nha là truyền nhân của Nho Tổ, mà Nho Tổ và Nho Gia lại bị diệt. Lâm Chấn sợ thế lực diệt Nho Gia sẽ không buông tha cho Thư Nha, nếu đối phương không buông tha, với thực lực của hắn và Lâm Gia, bọn họ căn bản không bảo vệ được Thư Nha. Dương Diệp, nhìn chung cả nhân tộc, cũng chỉ có Dương Diệp mới có thể khiến những người trong bóng tối này kiêng kỵ. Nghĩ vậy, Dương Diệp gật đầu. Được, nghe vậy, trong lòng Lâm Chấn thả lỏng. Sau đó cung kính thi lễ với Dương Diệp. Ơn của tiểu hữu, Lâm gia ta trọn đời khó quên, sau này, Lâm gia ta do tiểu hữu làm chủ, sai đâu đánh đó. Dương Diệp đáp ứng, không nghi ngờ gì nữa là cho Thư Nha và Lâm gia một lá phủ bảo mệnh. Mà cho dù những thế lực này xuất hiện, muốn giết Thư Nha được Dương Diệp bảo vệ, hy vọng sống sót vẫn sẽ rất lớn. Dương Diệp nói, tiền bối khách khí rồi. Nói xong. Hắn xoay người biến mất. Lâm Chấn nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi. Lúc này, trong lòng hắn có chút lấy làm may mắn. May mà năm đó không nghe theo lệnh của nhân quân đuổi giết Dương Diệp. Nếu lúc trước hắn làm như vậy, kết quả hiện giờ e là đã hoàn toàn khác rồi. Bất kể là như thế nào, kết cục hiện tại vẫn rất tốt. Dương Diệp ra khỏi nhân giới, tới binh giới. Lần này hắn lại đụng phải người thủ hộ của binh giới. Đối phương nhìn hắn một cái. Sau đó nhường đường. Dương Diệp lúc này đã không còn là Dương Diệp lúc trước, thánh nhân đối với Dương Diệp mà nói, căn bản không có uy hiếp, người thủ hộ này tất nhiên biết điểm này, bởi vậy, cũng không làm khó dễ Dương Diệp, đương nhiên, cũng không dám. Hiện tại, Dương Diệp cho dù giết hắn, e là binh gia cũng không làm gì được Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp tiến vào binh giới. Vừa tiến vào binh giới, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trung niên quan sát Dương Diệp một thoáng, sau đó nói. Xin đi theo ta. Nói xong, xoay người bước đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lập tức đi theo. Dưới sự dẫn đường của nam tử trung niên, Dương Diệp tới một rừng trúc. Bên trong có hai căn nhà trúc, ở giữa là một con suối. Bên trên dòng suối có 6 người, Dương Diệp nhận ra 2 người trong đó, một người chính là lão tổ của binh gia, cũng chính là binh tổ. Một vị còn lại chính là thiên quân của thiên tộc. Thiên quân. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó đi tới. Minh tổ quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói. Chúc mừng tiểu hữu, thực lực lại tăng mạnh. Dương Diệp lắc đầu. Đối với tiền bối mà nói thì vẫn là một con kiến mà thôi. Minh tổ nói. Khiêm tốn rồi, mời tiểu hữu ngồi. Dứt lời, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một cái ghế từ nước ngưng tụ mà thành. Dương Diệp cũng không do dự, trực tiếp ngồi xuống, đối với đám người thiên quân thì trực tiếp phất lờ. Đối với điều này, mặt thiên quân mặc dù có chút âm trầm, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, binh tổ đột nhiên nói. Để ta giới thiệu một chút, mấy vị bên cạnh phân biệt là thiên quân của thiên tộc, phù hoàng của vu tộc, linh thần của linh tộc, ma quân của ma tộc, yêu thần của yêu tộc. Dương Diệp quan sát mấy vị đó, tuy mấy vị này đều là thánh nhân cảnh. Nhưng tuyệt đối không phải thánh nhân cảnh bình thường. Có thể nói những người này đã bước nửa bước vào tổ cảnh rồi. Mấy vị này quả thật chính là lão quái vật trong các loài. Đương nhiên là trừ thiên quân ra. Thiên quân ngược lại là người có thực lực, tư lịch và bối phận thấp nhất. Hắn nhìn mấy người đó,
mấy người đó cũng nhìn hắn. Trong mắt mang theo vẻ tò mò. Đây là thiên tài thiếu niên chói mắt nhất trong đại thiên vũ trụ hiện tại. Minh Tổ nói, lần này mời chư vị tới là muốn thương lượng một chuyện với chư vị. Chắc hẳn chư vị đều biết biết, thời đại mạt pháp đã từ từ hàng lâm, không lâu nữa, đại thiên vũ trụ e là sẽ trở thành vũ trụ hoang vu. Mà lúc này, đại thiên vũ trụ chúng ta vẫn nội chiến, cứ tiếp tục như vậy, đại thiên vũ trụ e là sẽ vong, mà đại thiên vũ trụ nếu vong, chúng ta tất nhiên cũng không có kết quả tốt. Lần này mời mọi người đến, là hy vọng mọi người tạm thời dừng tay, đừng nhằm vào nhau nữa, chư vị cảm thấy thế nào. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, là muốn xem ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, ta cảm thấy tiền bối nói rất có lý, đánh đánh giết giết thật sự không có ý nghĩa gì. Đại thiên vũ trụ cần hòa bình, Dương Diệp ta vô cùng tán thành hòa bình. Minh Tổ nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người thiên quân. Thiên quân nhìn Dương Diệp. Muốn hòa bình cũng được thôi, giao linh chủ ra. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Dương Diệp vụt tắt, hắn búng một mảnh lá trúc dính trên người, sau đó nói. Ngại quá, vừa rồi nói đùa với mọi người thôi. Hòa bình cái gì chứ? Ta cảm thấy hay là đánh nhau đi, giết người thì mới vui. Mọi người. Không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Dương Diệp mặt không biểu tình. Bắt hắn giao ra Tiểu Bạch Hà. Những người này nghĩ hay thật. Đúng lúc này, thiên quân đột nhiên muốn nói gì đó, mà Dương Diệp thì đứng dậy, nhìn về phía đó Minh Tổ. Kỳ thật ta rất có thành ý, nhưng hiện tại xem ra, có người không có thành ý. Nếu không có thành ý thì không cần phải nói nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người thiên quân. Nếu các ngươi muốn khai chiến, Dương Diệp ta tùy thời sẽ phụng bồi, nói xong, hắn xoay người bước đi. Tại chỗ, sắc mặt đám người thiên quân đều có chút khó coi, Dương Diệp này quá kiêu ngạo. Tiểu Hữu xin một chút. Đúng lúc này, Minh Tổ đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía Minh Tổ, đợi hắn nói tiếp. Minh Tổ nói. Nếu bách tộc cường công nhân tộc, Tiểu Hữu cảm thấy nhân tộc có thủ được không? Dương Diệp lắc đầu. Khẳng định không thủ được. Nghe vậy, trong mắt Tổ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại nói. Vậy Tiểu Hữu, Dương Diệp cười nói, không thủ được vậy thì không thủ nữa, bách tộc giết bao nhiêu người của nhân tộc ta, ta sẽ giết bấy nhiêu người của bách tộc. Nếu nhân tộc ta bị diệt, ta sẽ diệt lại bách tộc. Cá chết lưới rách, hai mắt Minh Tổ híp lại, hắn lúc này có chút đau đầu, thằng ôn trước mắt này, hoàn toàn chính là một kẻ điên. Nếu bách tộc dám động thủ, hắn sẽ dám cá chết lưới rách. Đừng nói là bách tộc. Cho dù là binh gia cũng có chút kiêng kỵ. Binh gia, nếu hắn bị người ta kiềm chế, ai có thể ngăn cản được Dương Diệp này? Không ai cả, hơn nữa bên cạnh Dương Diệp có một yêu nghiệt siêu cấp. Nếu nói thế hệ trẻ tuổi của đại thiên vũ trụ này, có ai có thể ngăn cản Dương Diệp, vậy cũng chỉ có An Nam Tĩnh. Nhưng mà, An Nam Tĩnh này là người của Dương Diệp. Người dường như rất tự tin đối với bản thân. Đúng lúc này, thiên quân đột nhiên nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta giết ngươi trước thì sao? Giết ta? Dương Diệp nhếch lên. Thứ cho nói thẳng, ta không nhằm vào các ngươi là các ngươi may mắn lắm rồi. Đặc biệt là thiên quân ngươi, Dương Diệp ta hôm nay nói luôn ở đây, chúng ta đơn đấu một hồi, 10 chiêu mà không giết được ngươi. Dương Diệp ta để mặc cho các ngươi xử trí, ngươi có dám hay không? Vừa dứt lời, hiện trường trở nên lặng ngắt. 10 chiêu giết thiên quân. Không phải đánh lén mà là đánh nhau quang minh chính đại. Dương Diệp này điên rồi à? Mà đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta đổi ý rồi. Nghe vậy, trong lòng mọi người hơi thả lỏng, Dương Diệp này xem ra là nói vui thôi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Giết thiên quân ngươi sao cần tới 10 chiêu, 3 kiếm là được rồi. Mọi người. Lúc này, sắc mặt thiên quân cực kỳ khó coi, giống như là gan lợn. Thiên quân hắn sợ à? Tất nhiên không sợ. Thiên quân bước ra, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Minh Tổ đối với lắc đầu với hắn. Nhìn thấy một màn này, con người thiên quân đột nhiên co rút lại. Minh Tổ ngăn cản hắn. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Minh Tổ cảm thấy Dương Diệp có thể trong 3 chiêu giết hắn. Sao có thể? Trong mắt thiên quân đầy vẻ không tin. Dương Diệp nhìn Minh Tổ, sau đó nói. Tiền bối. Xin hỏi một lần cuối cùng,
các ngươi có thành ý hay không, không có thì ta xin đi trước. Đúng rồi, hỏi thêm một câu, hiện tại Minh gia đã liên thủ với Bách tộc à? Minh Tổ khẽ lắc đầu. Minh gia ta không nhúng tay vào việc này, lần này Minh gia ra mặt, chỉ là muốn làm trung gian thôi. Tuy hắn không sợ Dương Diệp, nhưng cũng không muốn chọc vào cái gai nhọn này. Phật gia đã nếm mùi rồi, hắn không muốn Minh gia phải dẫm lên vết xe đổ này. Người trung gian. Dương Diệp gật đầu. Nhưng hiện tại xem ra, tiền bối đã định trước là thất bại rồi. Nói đến đây, hắn nhìn đám người thiên quân. Nếu chủ sự của bách tộc vẫn là thiên quân, vậy ta xin nói với chư vị, chẳng có gì để nói hết. Bách tộc không sợ nhân tộc ta cũng không e ngại bách tộc, muốn chiến thì Dương Diệp và nhân tộc ta tùy thời xin đợi. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách à? Đúng lúc này, yêu thần của yêu tộc đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn yêu thần. Sự kiên nhẫn của ta rất kém, nếu chư vị vẫn ở đây nói những lời vô nghĩa này với ta, vậy thứ cho ta không thể phụng bồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Chúng ta có thể không cần linh chủ. Đúng lúc này, linh thần ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía đó linh thần nói. Chuyện linh chủ chúng ta có thể tạm thời không nói đến, ngày sau sẽ bàn. Hiện tại chúng ta sẽ bàn việc khác, ngươi thấy sao? Dương Diệp nói. Nói nghe thử đi. Linh thần đi tới trước mặt Dương Diệp. Thời đại mạt pháp đã đến, chúng ta cần tìm một đường lui. Nhưng đường lui này rất khó tìm. Có điều, theo chúng ta biết, linh chủ lại có năng lực đó. Dù sao nàng ta có thể khiến tất cả thiên địa linh vật trở nên gần gũi với nàng ta. Chúng ta hy vọng ngươi có thể để bảo nàng ta giúp chúng ta tìm một đường ra. Một khi có đường ra mới, tất cả ân oán giữa bách tộc chúng ta và nhân tộc, còn cả Dương Diệp ngươi nữa đều không còn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nếu ngươi cự tuyệt, chẳng khác nào là tuyệt đường lui của chúng ta. Ta không phải uy hiếp ngươi, nhưng lúc đó, chúng ta trừ khai chiến với nhân tộc và Dương Diệp ngươi để cướp đoạt linh chủ ra, chúng ta không còn con đường nào khác. Đây là lời nói thật lòng, cũng là suy nghĩ cuối cùng của chúng ta. Có điều, chúng ta cũng biết Dương Diệp ngươi không phải là một người đơn giản, phía sau cũng có cường giả chống lưng. Khai chiến sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, nhưng đối với chúng ta mà nói, không khai chiến thì chỉ có thể chờ chết. Khai chiến thì còn có một tia hy vọng. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì hắn biết, linh thần này nói không sai, một khi không tìm thấy đường lui, bách tộc nhất định sẽ tìm tới Dương Diệp và Tiểu Bạch. Một khi bị bước tới tuyệt lộ, cho dù phía sau hắn có ba vị cường giả lão tổ, cũng ngăn cản không được những người này, ai cũng muốn sống. Linh thần lại nói, cái chúng ta muốn bàn chính là cái này, ngươi dùng linh chủ, giúp chúng ta tìm kiếm đường ra mới. Nếu tìm được, bách tộc ta sẽ vô cùng cảm kích. Kỳ thật, bọn họ sao không muốn nắm giữ linh chủ trong tay. Nhưng Dương Diệp này không phải quả hồng mềm, lúc trước bọn họ đã làm en chư vậy rồi. Mà kết quả là không có được linh chủ, các tộc bọn họ ngược lại còn tổn binh hao tướng. Cho dù là Phật gia, cũng lựa chọn tạm thời tránh lui. Từ khoảnh khắc đó, bọn họ biết phải đổi biện pháp. Thế là liền mời binh tổ. Trong sân, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nói vậy là các ngươi đang nhờ ta. Linh thần nói. Có thể đổi góc độ khác để nghĩ, Dương Diệp ngươi cũng cần tìm một đường ra cho nhân tộc phải không? Nếu đều tìm thì sao không cùng tìm, mọi người cùng nhau thoát khỏi đại thiên vũ trụ, không phải sao? Dương Diệp nhìn linh thần, sau đó nói. Ta có thể tìm giúp các ngươi, có điều ta có mấy điều kiện. Ngươi còn đề xuất điều kiện à? Lúc này, thiên quân đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía thiên quân. Ngươi có thể câm miệng cho ta không? Nếu không thì chúng ta đánh nhau nhé. Đánh nhau. Mặt thiên quân lập tức biến thành màu gan lợn, đang định lên tiếng thì linh thần lại nói trước. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Dương Diệp nhìn về phía linh thần. Điều kiện của ta rất đơn giản. Thứ nhất, ta cần tiên tinh thạch, không nhiều lắm, 300 vạn thôi. 300 vạn. Thiên quân ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi. Ong. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Cả người thiên quân trực tiếp bị đạo kiếm quang ở chấn cho bay ra mấy ngàn trượng, này vừa dừng lại, thân thể bên phải trực tiếp bay ra, máu giải như cột, ngũ tạng thiếu chút nữa cũng văng ra.
Có điều vẫn chưa chết, bởi vì tránh được chỗ yếu hại. Nhưng mà, trong sân đột nhiên yên tĩnh, Minh Tổ nhìn Dương Diệp, lập tức hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mà thần sắc của đám người yêu thần và linh thần cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Một kiếm suýt chút nữa thì miểu sát thiên quân. Thực lực này, Dương Diệp là lão tổ rồi à? Không khí biến thành cực kỳ trầm trọng, phải nói là áp lực từ một kiếm này mang đến. Mà thiên quân lúc này cũng rúng động vô cùng. Một kiếm này của Dương Diệp, hắn không ngờ không đỡ được. Nói một cách chính xác là thì hắn thiếu chút nữa đã bị một kiếm này miểu sát. Khủng bố! Trong đầu thiên quân hiện lên suy nghĩ này. Dương Diệp không xuất thủ nữa, hắn nhìn thiên quân đã bị chém cho tàn phế. Ta cảm thấy, ngươi câm miệng lại thì tốt hơn đấy. Nói xong, hắn nhìn về phía linh thần. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói điều kiện của ta chưa? Đương nhiên, nếu các hạ cảm thấy điều kiện trước đó không được, vậy chúng ta không cần bàn nữa. Các ngươi muốn chiến hay gì cũng được. Cường thế. Chính là cường thế như vậy. Không thể không nói, đối với sự cường thế của Dương Diệp, trong lòng đám người linh thần đều rất không thoải mái. Dương Diệp này và nhân tộc rõ ràng là ở thế yếu hơn, nhưng biểu hiện của Dương Diệp lại giống như ở bên mạnh hơn. Linh thần cố nén cảm giác không thoải mái trong lòng, sau đó nói. 300 vạn tiên tinh thạch, ngươi muốn làm gì với chúng? Dương Diệp nói. Rất đơn giản, các ngươi muốn linh chủ làm việc thì không cần phải trả giá à? Các ngươi cho rằng linh chủ là sủng vật của Dương Diệp ta, muốn nàng ta làm gì thì nàng ta làm đó sao? Không, nàng ta là đại gia, muốn nàng ta làm việc, nhất định phải trả tiên tinh thạch. Sao, nhìn vẻ mặt của các ngươi kìa, các ngươi là cảm thấy tiên tinh thạch là cho Dương Diệp ta à? Ta có cần không? Trong mắt linh thần mang theo vẻ hoài nghi. Lúc này, Dương Diệp nói. Linh chủ, đó chính là linh chủ, không trả một cái giá cao thì nàng ta sao có thể làm việc cho các ngươi. Ta, nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, một lát sau, hắn nhìn về phía đám người linh thần. Không, nàng ta thay đổi chủ ý rồi, nàng ta muốn 500 vạn tiên tinh thạch, không có 500 vạn tiên tinh thạch, nàng ta sẽ không ra mặt. Mọi người, tiểu bạch, 500 vạn tiên tinh thạch. Cho dù đó Minh Tổ cũng không nhìn được mà nheo mắt lại. 500 vạn tiên tinh thạch không phải là số lượng nhỏ, Dương Diệp này đúng là công phu sư tử ngoạm. Không khí lại biến thành có chút áp lực. Hiện tại phải xem linh thần có đáp ứng hay không. Không đáp ứng, rõ ràng chính là muốn khai chiến. Đáp ứng thì chẳng khác nào là thỏa hiệp. Khai chiến hay là thỏa hiệp? Hồi lâu linh thần gật đầu. Ngươi nói rất đúng, linh chủ chính là thiên địa linh vật. Muốn nàng ta giúp chúng ta làm việc, khẳng định phải đưa ra lợi ích. 500 vạn tiên tinh thạch, chúng ta cho ngươi, lựa chọn thỏa hiệp. Dương Diệp mỉm cười, mà lúc này, linh thần lại nói. Hy vọng sau khi nàng ta nhận tiên tinh thạch của chúng ta sẽ có thể tìm ra một con đường sống cho chúng ta. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói. Nàng ta sẽ cố. Không phải cố. Linh thần nhìn thẳng vào Dương Diệp. Là nhất định. Dương Diệp nhìn lại. Ngươi nói nhất định thì nhất định. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng linh thần quay đầu nhìn về phía đám người yêu thần, đám người này gật đầu, không đến một lúc, mấy vị trí cường đã gom đủ 500 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp tất nhiên không khách khí nhận lấy. Sau khi nhận tiên tinh thạch, Dương Diệp lại nói. Còn có một yêu cầu nữa, đây không phải là yêu cầu của linh chủ, mà là yêu cầu của ta. Các ngươi đừng có giở cái vẻ mặt đó ra. Không phải là chuyện khó khăn gì đâu, một chuyện nhỏ thôi. Ta cần tình báo của các ngươi, đối với thế lực các phương của Đại Thiên Vũ Trụ, đặc biệt là các thế lực trong bóng tối, còn cả một số tình báo của các ngươi đối với hố đen vô tận nữa, ta cần hết. Linh thần nhíu mày. Vì sao? Dương Diệp nói. Để tìm đường, chúng ta không nên cứ tập trung hết ánh mắt ở hố đen vô tận, không phải sao? Linh thần nhìn Dương Diệp. Được, ta đáp ứng. Dương Diệp gật đầu. Nếu ta còn cần giúp gì thì sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Mọi người trầm mặc. Công phu sư tử ngoạm. Lúc này, ma quân ma tộc đột nhiên nói. Linh thần lạnh lùng nói. Nếu có thể tìm được một con đường sống cho các tộc, đừng nói là 500 vạn tiên tinh thạch, cho dù là 5.000 vạn tiên tinh thạch cũng đáng. Tiên tinh thạch mặc dù quan trọng, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn.
vạn nhất hắn không tìm thấy thì sao? Lúc này, yêu thần đột nhiên nói. Linh thần trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Vậy thì bắt hắn trả lại gấp trăm ngàn lần. Mọi người trầm mặc. Bọn họ tất nhiên biết ý tứ của linh thần. Chỉ là, Dương Diệp này hiện tại không đơn giản. Một kiếm suýt chút nữa thì miểu sát thiên quân. Thực lực này cho dù không bằng cường giả cấp bậc lão tổ, nhưng chênh lệch khẳng định cũng không nhiều. Mà Dương Diệp hiện tại vẫn chỉ là đại thiện cảnh. Nghĩ vậy, tâm tình của mọi người càng thêm trầm trọng. Qua hồi lâu, linh thần nhìn về phía Minh Tổ ở bên cạnh. Tiền bối thấy thế nào? Minh Tổ mỉm cười. Minh gia ta không nhúng tay vào việc này. Ta chỉ có thể nói, hy vọng hắn có thể tìm được một đường lui cho chư vị. Bằng không, đại thiên vũ trụ chúng ta e là chưa tới thời đại mạt pháp hàng lâm hoàn toàn đã tan vỡ rồi. Nói xong liền biến mất. Linh thần nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chư vị, trong khoảng thời gian này đừng nhằm vào nhân tộc và Dương Diệp nữa, nếu hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá đáng thì thỏa mãn hắn đi. Chỉ cần có thể tìm được đường ra, tất cả tổn thất đều đáng. Nói xong cũng xoay người biến mất. Chỉ một lát sau, mọi người đi hết, chỉ còn lại thiên quân. Sau khi ra khỏi binh giới, Dương Diệp không lựa chọn về nhân giới, mà là xuyên qua ngân hà mờ mịt, đi tới một tinh cầu bỏ hoang. Thủy Linh Tinh. Tinh cầu này đang ở là đại lục chủ của Thủy Văn Minh trước kia. Lần này, hắn không chỉ là tới tầm bảo. Đường ra. Dương Diệp hiện tại là đầu não của nhân tộc, sinh tử của người bên dưới, hắn tất nhiên không thể không quản. Dương Diệp có lẽ không cứu được cả nhân tộc, nhưng hắn sẽ tận sức mà làm. Trách nhiệm. Là một nam nhân, nếu đã gánh vác một thứ gì đó, vậy thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Đại thiên vũ trụ có một trận pháp cực lớn, muốn liên hợp với bách tộc và tam đại gia khởi động trận pháp này, không thể nói là không thực tế. Nhưng độ khó khẳng định có là có, hơn nữa, hắn không tin bách tộc và Phật gia cùng với binh gia. Hắn muốn thử xem, liệu có thể bằng vào lực lượng của bản thân nhân tộc mà khởi động trận pháp này hay không. Sau đó dẫn nhân tộc rời khỏi đại thiên vũ trụ, tránh khỏi thời đại mạt pháp lần này. Lần này đến Thủy Linh Tinh. Chính là muốn xem có thể tìm được biện pháp gì hay không. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thần thức của Dương Diệp chậm rãi vươn ra, qua hồi lâu, hắn thu hồi thần thức. Không cảm nhận được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Có điều vẫn có chút thu hoạch, hắn phát hiện một tòa bỏ hoang bỏ hoang. Thân hình Dương Diệp run lên, biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt một tòa cổ thành vô cùng rộng lớn. Tường thành cực cao, phải tới gần trăm trượng. Hắn hiện tại cảm thấy giống như một con kiến đứng trước thành trì của nhân loại. Dương Diệp tiến vào trong thành là một mảng hoang vu. Trừ một số kiến trúc cổ xưa ra thì không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, mà những kiến trúc cổ xưa này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, tuy chưa đổ nát, nhưng cũng đã loang lỗ nấm mốc, bốc ra mùi khó ngửi, trầm mặc một thoáng, Dương Diệp đột nhiên búng tay, một dòng kiếm quang bắn ra. Bù! Đạo kiếm quang này trực tiếp bắn vào vách tường cách đó không xa, nhưng mà vách tường này lại không bị một kiếm của hắn chém vỡ, chỉ để lại một vết kiếm mà thôi. Kiên cố quá! Thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng, thực lực hiện tại của hắn, uy lực của một kiếm này cho dù là thánh nhân cũng khó có thể đỡ được. Nhìn kiến trúc trước mắt, Dương Diệp đã có thể cảm nhận được sự cường hãn của Thủy Văn Minh khi đó. Dương Diệp đi dạo một vòng trong thành, nhưng mà lại không phát hiện ra được gì cả. Khi hắn đang định bỏ đi thì Thiên Tú đột nhiên ôm Tiểu Bạch đi ra. Nhìn thấy Thiên Tú, thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, hiện tại tiểu cô nương này ra khỏi Hồng Mông Tháp căn bản không cần hắn hỗ trợ, cũng không cần được Hồng Mông Tháp đồng ý, nàng ta muốn là ra được ngay. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên chỉ về cách đó không xa. Ca ca, bên kia hình như có gì đó. Dương Diệp chưa lên tiếng thì Tiểu Bạch đã quay đầu nhìn lại, một lát sau, hai mắt nàng ta chớp chớp. Tiếp theo nhìn về phía Dương Diệp, tay vung vẩy. Hình như có gì đó. Đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệp mỉm cười. Vậy chúng ta đi xem thử. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Hai người các ngươi vào trước đi đã, được không? Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ca ca hiện tại rất lợi hại, có thể bảo vệ ta và Tiểu Bạch rồi. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn nắm tay Thiên Tú bước về phía trước, Thiên Tú nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt đột nhiên xuất hiện sắc thái khác lạ,
nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện bên trái Dương Diệp, nàng ta học theo Thiên Tú, nắm tay Dương Diệp. Cứ như vậy Dương Diệp dắt hai tiểu gia hỏa bước về phía trước. Chỉ một lát sau, dưới sự ra hiệu của Thiên Tú, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, là một đài cao cực lớn, bốn phía có bốn yêu thú bộ dạng dữ tợn, đương nhiên là điêu khắc. Hình dạng của bốn yêu thú này không giống nhau, Dương Diệp chưa thấy bao giờ. Bốn tượng yêu thú xếp chung quanh một đài tròn, giữa đài là một ao nước. Tế đài. Dương Diệp nghĩ tới hai chữ này, thứ trước mắt này giống như một tế đài. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Thiên Tú. Đây là... Thiên Tú khẽ lắc đầu. Không biết, chỉ là cảm thấy hình như có gì đó. Dương Diệp đi tới trước tế đài, phía dưới tế đài có khắc một số chữ kỳ dị. Hắn chưa thấy những chữ này bao giờ, bởi vậy không biết là viết gì. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó đi tới, hắn nhìn về phía pho tượng yêu thú trước mặt, hình dạng của yêu thú này có chút giống giống với sói, có điều chỉ là giống giống, yêu thú này chỉ có một sừng, hơn nữa có hình bán nguyệt và chỉ có một con mắt. Dương Diệp vươn tay ra định sờ, đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên vai hắn, sau đó móng vuốt nhỏ vung rất nhanh. Có nguy hiểm. Thấy biểu đạt Tiểu Bạch biểu đạt, Dương Diệp cau mày, cảm ứng của Tiểu Bạch đối với nguy hiểm thì nhạy hơn hắn rất nhiều, nếu nàng ta nói có nguy hiểm, vậy khẳng định chính là có nguy hiểm. Không chút do dự, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch rời khỏi tế đài. Hắn nhìn tế đài đó, sau đó nắm chặt tay Thiên Tú. Chúng ta đi thôi. Thiên Tú gật gật đầu. Dương Diệp dắt Thiên Tú xoay người bước đi, mà chưa đi được mấy bước, Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có thứ gì đó đang nhìn chúng ta, ở sau lưng chúng ta. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn xoay người nhìn về phía tế đài, nhưng mà không thấy gì cả. Dương Diệp cúi đầu nhìn Thiên Tú nói. Vẫn còn. Nghe vậy, Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng là Thiên Tú đang lừa hắn. Lập tức, hắn thi triển ra kiếm vực. Nhưng mà vẫn không thấy gì cả. Lúc này, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Tới rồi. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta do dự một thoáng, sau đó chui vào trong áo Dương Diệp, chỉ thò đầu ra, tay thì bịt chặt mắt của mình. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Chắc chứ? Thiên Tú gật đầu. Ở ngay trước mặt ca ca. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi có chút sởn gai ốc. Ở trước mặt mình. Dương Diệp nhìn trước mắt giống tuếch, chẳng có cái gì cả. Thi triển ra kiếm vực, trước mắt vẫn không có thứ gì. Nhưng hắn biết rõ, tiểu nữ hài thần bí Thiên Tú sẽ không lừa hắn. Nói cách khác, trước mặt hắn thật có đồ vật gì đó. Nhưng hắn nhìn không thấy. Ngay lúc này, Tiểu Bạch ở trong lòng ngực của hắn đột nhiên rúc đầu vào, chỉ trừ một cái lỗ tai nhỏ ở bên ngoài. Dương Diệp. Thiên Tú đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại. Sau đó lui về phía sau, Thiên Tú không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt, cái tay còn lại nắm thật chặt. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. A Tú, ở trước mặt ta là cái gì? Đầu Thiên Tú có chút buông xuống. Một rất thứ lợi hại, nó muốn giết ca ca. Muốn giết ta. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đưa tay chém ra một kiếm. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Nhưng đạo kiếm khí này không có dấu hiệu nào ngừng ở trong không trung, dường như bị vật gì cho nắm được. Giờ khắc này, Dương Diệp thật sự xác định trước mặt mình có cái gì rồi. Dương Diệp còn muốn ra tay, nhưng Thiên Tú lôi kéo hắn lui về phía sau. Dương Diệp do dự một chút, không có lựa chọn ra tay, mặc cho Thiên Tú kéo hắn lui về phía sau. Cứ như vậy, bọn hắn lui không sai biệt lắm trăm trượng, Thiên Tú đột nhiên ngừng lại. Nó rời đi. Dương Diệp hỏi. Thiên Tú lắc đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca, ngươi rời đi trước có được hay không? Không được. Dương Diệp cự tuyệt, hắn giữ chặt tay Thiên Tú. Chúng ta cùng đi. Thiên Tú nhìn Dương Diệp. Ca ca, rời đi trước, được hay không? A Tú sẽ không có chuyện gì đâu, mà ngươi nếu không đi, ngươi sẽ có chuyện. Ca ca nghe A Tú một lần, được không? Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Thiên Tú. Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng để ngươi ở nơi này, ta làm không được. Hơn nữa, ngươi nên tin tưởng ca ca,
tuy cái gì kia ở trước mặt chúng ta rất thần bí, nhưng ca ca cũng rất lợi hại, không phải sao? Trên mặt Thiên Tú nổi lên nụ cười. Ca ca rất lợi hại. Vậy chúng ta cùng đi. Dương Diệp nói. Thiên Tú suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt của Dương Diệp, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, nàng chậm rãi đi về phía trước, thời điểm cách Dương Diệp không sai biệt lắm hơn một trượng, nàng ngừng lại, nàng nhìn thẳng phía trước của mình, mi tâm lặng yên hiển hiện một vật. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, tay phải nàng đặt ở giữa lông mày, rất nhanh, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh bị nàng rút ra, mà thời điểm vật kia bị rút, tế đàn xa xa đột nhiên run lên kịch liệt, thoáng qua, tựa hồ có đồ vật gì đó lui về. Rất nhanh, tế đàn rồi lại khôi phục bình tĩnh. Mà Thiên Tú cũng ngừng động tác trong tay, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua tế đàn xa xa kia, sau đó kéo Thiên Tú quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp và Thiên Tú biến mất ở Thủy Linh Tinh. Mà sau khi Dương Diệp và Thiên Tú ly khai không lâu, tế đàn kia đột nhiên xuất hiện một vệt sáng xanh, thoáng qua, một bóng mờ ở trong đó lặng yên hiển hiện. Hỏng chuyện tốt của ta. Trong chốc lát, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ trong đó truyền ra. Tiếng như sấm rền, vang vọng cả Thủy Linh Tinh. Dương Diệp và Thiên Tú ly khai Thủy Linh Tinh, đi tới Vô Tận Hắc Động, đến Vô Tận Hắc Động, mới tương đương đã đi ra Đại Thiên Vũ Trụ, mà chỉ có ly khai phạm vi Đại Thiên Vũ Trụ, hắn mới có thể thấy rõ cả Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ vô cùng lớn, trong này tính cả Tiểu Thiên Vũ Trụ, còn có Trung Thiên Vũ Trụ, hai vũ trụ đều ở trong phạm vi của Đại Thiên Vũ Trụ. Như vậy cả Đại Thiên Vũ Trụ, rốt cuộc lớn bao nhiêu, sợ là lão tổ cũng không hiểu rõ. Mà khi đó Thủy Văn Minh lấy Đại Thiên Vũ Trụ làm trận nhãn, sáng tạo ra một cái truyền tống trận, thực lực bực này, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cảm thụ được Đại Thiên Vũ Trụ, thần sắc của Dương Diệp dần dần trầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy, muốn nhờ nhân tộc đến thúc giục trận pháp này, sợ là không thực tế. Hơn nữa, tuy hắn biết Đại Thiên Vũ Trụ là một mắt trận, nhưng phương pháp khởi động trận pháp này hắn cũng không biết. Muốn như Thủy Văn Minh mang theo cả nhân tộc di chuyển, khó, vô cùng khó. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp có chút lo lắng. Thời đại mạt pháp, hắn không có trải qua, nhưng có thể khẳng định, thời đại kia tuyệt đối không phải thời đại tốt gì, phải nói rất tàn khốc. Không có linh khí, tu luyện giả bây giờ sẽ như cá không có nước, hơn nữa các loại thiên tai không ngừng xuất hiện, đơn giản mà nói, thời đại mạt pháp chính là thời đại mạt nhật. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp quay người nhìn về phía Vô Tận Hắc Động, trước mắt, đen kịt một màu, cho dù là ánh sáng cũng không thể bước vào vùng này. Trầm mặc một lát, thân hình Dương Diệp khẽ động, tiến vào trong hắc động mờ mịt. Vô Tận Hắc Động, Vô Tận Hắc Ám. Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người có thể cảm nhận được có chỗ nào đặc biệt không? Cuối cùng, hắn vẫn quyết định thay đường ra. Trận pháp Đại Thiên Vũ Trụ này, nhìn như thế nào cũng không dễ, trừ khi hắn có thể liên hợp bách tộc, mọi người cùng nhau nghiên cứu, nhưng hiện tại hắn không định làm như thế. Bởi vì những người kia sẽ không tin tưởng hắn, những người này, có lẽ chỉ có đến tuyệt lộ mới có thể tin tưởng hắn. Trong tràng, Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía đen kịt, nàng có chút không quá vui vẻ. Một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Cũng không có cảm nhận được địa phương gì đặc biệt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta lại xâm nhập một chút. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch cùng một chỗ biến mất. Sau một ngày, Dương Diệp đã vượt qua không biết bao nhiêu hang động, nhưng Tiểu Bạch vẫn không có phát hiện cái gì. Bất quá hắn còn không có lựa chọn buông tha, mà tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, lại qua ba ngày, giờ phút này, Dương Diệp cũng không biết phương vị của mình rồi. Nếu như không phải có hắc động chi linh ở đây, hắn nhất định không thể quay về. Rốt cuộc, ở ngày thứ 4 Dương Diệp muốn từ bỏ, Tiểu Bạch đã có phát hiện. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ xa xa, ở phần cuối có một điểm sáng. Ánh sáng. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, phải biết nơi này chính là ở chỗ sâu trong Vô Tận Hắc Động, nơi đây lại có ánh sáng. Có nguy hiểm không? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở ra tiểu trảo, tỏ vẻ không biết. Dương Diệp. Sau khi suy tính, Dương Diệp vẫn lựa chọn lờ qua, tìm nhiều ngày như vậy, thật vất vả có phát hiện, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bay đi, nhưng hắn phát hiện, điểm sáng này cách hắn cực kỳ xa.
dùng tốc độ của hắn bây giờ, nhanh như thế nào. Nhưng hắn ngự kiếm phi hành gần một giờ, điểm sáng kia cũng chỉ hơi chút phóng đại mà thôi. Đường còn rơ cất dài. Dương Diệp tiếp tục đi tới, theo Dương Diệp không ngừng tiến lên, điểm sáng càng lúc càng lớn, đến bây giờ, điểm sáng kia đã có bể rộng dài vài trượng. Ca ca. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên từ trong hồng mông tháp đi ra. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ca ca là muốn đi chỗ kia sao? Vừa nói, nàng chỉ điểm sáng kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Thế nào, có nguy hiểm? Thiên Tú nói khẽ. Ta không biết, chẳng qua cảm thấy chỗ kia rất quái lạ. Rất quái lạ. Dương Diệp vuốt đầu Thiên Tú. Ta biết, chúng ta chỉ đi xem, nếu như có nguy hiểm, chúng ta bỏ chạy, được không? Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch gật đầu, tỏ vẻ được. Thiên Tú do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ca ca cẩn thận một chút. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đột nhiên kéo tay của Dương Diệp. Ta không muốn ca ca cùng Tiểu Bạch có nguy hiểm, ta không muốn mất đi thân nhân, ta. Dương Diệp ngồi chồm hổm xuống, hắn nhìn Thiên Tú. A Tú, ngươi có phải nghĩ tới điều gì hay không? Ta cảm thấy ngươi bây giờ có chút không giống. Thiên Tú khẽ cúi đầu, không nói gì. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Nếu không muốn nói, vậy đừng nói, chờ lúc nào ngươi muốn nói thì nói, được không? Thiên Tú nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Các ngươi đều vào trong tháp đi, không cho phép cự tuyệt, nhanh đi vào. Hai tiểu gia hỏa không có phản kháng, ngoan ngoãn chạy vào trong hồng mông tháp. Hai tiểu gia hỏa tiến vào tháp, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía điểm sáng kia, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa xa. Lúc này đây, Dương Diệp thi triển tốc độ đến cực hạn, hiện tại lấy tốc độ chi khoái của hắn, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé mở. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn, là một quang môn to lớn bạch sắc. Cửa cao khoảng chừng gần trăm trượng, rộng cũng vài chục trượng. Trong đó tản ra bạch quang nhức mắt, cái gì cũng thấy không rõ. Mà những bạch quang này, cho dù là không gian hắc động chung quanh cũng không cách nào cắn nuốt. Đây là cái cửa gì? Dương Diệp nhíu mày. Hắn quan sát bốn phía một chút, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi đây, cũng chỉ có cánh cửa này. Có vào hay không? Dương Diệp hơi lúng túng. Cái này không bình thường, đi vào, hết thảy đều là không biết. Không vào, chẳng lẽ phải trở về? Nếu như vậy, hắn lại có chút không cam lòng. Trong tràng, Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi vào. Tay phải Dương Diệp hơi động, đoạn tội xuất hiện ở trong tay hắn, ngay thời điểm hắn muốn đi vào cánh cửa ánh sáng kia. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Nếu ngươi đi vào, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, quay đầu nhìn, xa xa, một nhân ảnh đang dùng tốc độ cực nhanh chạy đến. Rất nhanh, đạo nhân ảnh kia đi tới trước mặt Dương Diệp, người nọ chỉ cánh cổng ánh sáng. Ngươi nhìn kỹ một chút. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, rất nhanh, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt. Phía trên kia có một vết kiếm. Khí tức của vết kiếm, quá quen thuộc. Đúng là của Tiêu Giao Tử. Vết kiếm trên cửa không hề dài, chỉ có hơn một trượng, cũng không sâu, chỉ có dấu vết mờ mờ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đây là một đạo kiếm khí. Đương nhiên, những thứ này không phải trọng điểm là đạo kiếm khí này của Tiêu Giao Tử. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người trước mắt này, hắn đã từng gặp một lần, đúng là nam tử cụt tay kia. Từ trong miệng đạo tổ biết được, người trước mắt này, chính là viện trưởng của Võ Đế Học Viện. Nam tử cụt tay đi tới trước cửa. Biết đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử cụt tay nói, ta cũng không biết. Dương Diệp. Lúc này, nam tử cụt tay lại nói. Cái địa phương quỷ quái này, rất không tầm thường. Trừ ngươi ra, có ba người đã tới nơi này. Trong đó hai cái, theo thứ tự là Võ Đế, còn có người chém ra một kiếm này. Còn một là ai? Dương Diệp thốt ra. Nam tử cụt tay cười nói. Ngươi nghĩ sẽ là ai? Dương Diệp nhìn đối phương, không cần phải nói, chính là người trước mắt này rồi. Nam tử cụt tay quay đầu nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Ba người,
ba người chúng ta đều đi vào chỗ này, nhưng ngươi biết kết quả là gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử cụt tay nói. Sau khi võ đế đi vào, không đến nửa khắc đồng hồ liền đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn buông tha cho chức vị viện trưởng của võ đế học viện, lựa chọn đi làm một thôn phu. Mà tên còn lại, tên kia đi vào thời gian tương đối dài, không sai biệt lắm một canh giờ, bất quá cuối cùng đối phương cũng đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn đối với cánh cửa này quơ một kiếm. Một kiếm này, ở trên cánh cửa để lại một vết kiếm. Chẳng qua là một vết kiếm. Chẳng qua là một vết kiếm. Những lời này, Dương Diệp nghe ra điều dị dạng. Nam tử cụt tay nói. Cánh cửa này, có thể nói là chỗ thần bí nhất của đại thiên vũ trụ chúng ta. Đây là tinh môn sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Tinh môn. Nam tử cụt tay quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người biết xác thực không ít, hẳn là người tiền sử kia nói cho người biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam tử cụt tay lắc đầu. Người tiền sử này, phải đề phòng một chút, bọn hắn không đơn giản, thật không đơn giản. Còn cái này, ta không biết có phải tinh môn hay không, dù sao cái này không phải là ngươi bây giờ có thể vào. Ngươi đi vào. Dương Diệp lại hỏi. Nam tử cụt tay lắc đầu. Hai tên kia đều đi ra, ta đi vào phỏng đoán cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Dương Diệp trầm giọng nói. Trong này, cho dù là Tiêu Dao tử cũng gánh không được sao. Đây cũng không phải. Nam tử cụt tay nói. Dùng thực lực của tên kia, đừng nói hiện tại, dù tất cả văn minh của đại thiên vũ trụ ta từ trước tới nay toàn bộ tái hiện, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Hắn đi vào lại đi ra, đơn giản chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất, bên trong không có hứng thú gì. Thứ hai, người ở bên trong rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh, cho nên hắn để lại một kiếm này. Một kiếm này có hai ý tứ. Ý thứ nhất là hắn có một chút hứng thú, có hứng thú. Mới lưu một kiếm này. Ý tứ thứ hai là gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử cụt tay nói. Ý thứ hai là, cánh cửa này không đơn giản. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Tiền bối đối với thời đại mạt pháp thấy thế nào? Thấy thế nào? Nam tử cụt tay nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta thấy con cái, này có quan hệ gì với ta? Dương Diệp. Nam tử cụt tay nói. Ngươi bây giờ là lĩnh tụ nhân tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam tử cụt tay lắc đầu. Ngươi có phải ngại phiền toái không đủ nhiều hay không? Hay cảm thấy làm lĩnh tụ nhân tộc rất uy phong? Dương Diệp nói. Không phải, chẳng qua là, ta đi tới một bước kia, nếu như đi tới một bước kia, có nhiều thứ bản thân phải gánh vác. Nghe vậy, trong mắt nam tử cụt tay hiện lên tán thưởng. Ý nghĩ này rất tốt, nam nhân mà. Hai chữ trách nhiệm vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lại. Được rồi, không kéo những thứ này, cùng ta quay về võ đế học viện một chuyến. Đi làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử cụt tay cười nói. Có hứng thú chấp trưởng võ đế học viện hay không? Chấp trưởng võ đế học viện. Dương Diệp nhíu mày. Tiền bối có ý tứ gì? Nam tử cụt tay trầm mặc một lát, sau đó nói. Thời điểm võ đế giao cho ta võ đế học viện. Ta cũng không có hứng thú, bất quá vì trả nhân tình, không có biện pháp không làm. Đương nhiên, hiện tại ta cũng không có hứng thú. Bất quá, nếu như ngươi quấn vào thế tục đấu tranh, võ đế học viện với ngươi mà nói, cũng còn có chút trợ giúp. Nếu như ngươi chấp trưởng võ đế học viện, đối với ngươi cùng nhân tộc sẽ có trợ giúp rất lớn. Tại sao là ta? Nam tử cụt tay nói. Không phải người. Nam tử cụt tay nói. Ngươi không thể làm viện trưởng của võ đế học viện. Dương Diệp. Nam tử cụt tay nói. Ta nói là An Nha Đầu, nếu như nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể thượng vị. Đương nhiên, nàng trở thành viện trưởng của võ đế học viện. Với ngươi làm không có khác nhau chút nào, dù sao nàng sớm muộn gì cũng sẽ là vợ của ngươi, không phải sao? Dương Diệp. Lúc này, nam tử cụt tay cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi rất lợi hại. Tính khí của nha đầu này ta cũng biết một chút, người có thể cua được nàng, rất lợi hại ha ha. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Để cho nàng làm viện trưởng võ đế học viện, là ý tứ của võ đế tiền bối sao? Nam tử cụt tay lắc đầu. Là ý tứ của ta, đương nhiên, hắn không có bất cứ ý kiến gì, bởi vì không có người nào thích hợp hơn nàng. Mà nàng đã lấy được võ đế truyền thừa, danh khí ở đại thiên vũ trụ là người duy nhất không kém ngươi. Nếu như nàng muốn làm võ đế học viện viện trưởng,
sẽ cực kỳ phục chúng. Hiện tại chỉ nhìn bản thân nàng có nguyện ý hay không. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nam tử cụt tay nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Nguyện ý. Dương Diệp nói khẽ. Nếu như ngươi không thích, không nên miễn cưỡng, không có võ đế học viện, Dương Diệp ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hắn tự nhiên biết rõ, An Nam Tĩnh nguyện ý làm võ đế học viện viện trưởng, hơn phân nửa là vì hắn. Bởi vì nếu như nàng chấp trưởng võ đế học viện, với Dương Diệp hắn mà nói, tương đương với nhiều hơn một trợ lực. An Nam Tĩnh nói, vô sự, làm cũng tốt. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng An Nam Tĩnh nói. Quyết định như vậy đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Được, đi thôi. Lúc này, nam tử cụt tay nói. Hiện tại mang bọn ngươi quay về võ đế học viện, ân, tốt nhất hôm nay liền để cho An nha đầu thượng vị, như vậy ta liền tự do, ha ha. Nói xong, tay phải vung lên, trực tiếp mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến mất. Mà thời điểm nam tử cụt tay rời đi, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng không có phát hiện, nam tử cụt tay nhìn thoáng qua cánh cửa ánh sáng kia. Võ đế học viện. Trung niên mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới võ đế phong. Võ đế phong là ngọn núi chính của võ đế học viện, cũng là hạch tâm của võ đế học viện. Phàm là đệ tử võ đế học viện ta, nhanh tới võ đế phong. Võ đế học viện vang lên thanh âm của nam tử cụt tay. Viện trưởng. Giờ khắc này, cả võ đế học viện sôi trào. Đối với võ đế học viện viện trưởng, có thể nói cho dù là một ít trưởng lão của võ đế học viện cũng rất ít thấy, bởi vì quá thần bí. Thần bí đến tất cả mọi người chỉ biết phó viện trưởng, mà tiềm thức quên mất võ đế học viện còn có một vị viện trưởng. Mà bây giờ, vị viện trưởng này đã trở về. Rất nhanh, đệ tử của võ đế học viện nhao nhao chạy tới võ đế phong, không chỉ đệ tử, một ít trưởng lão cùng với lão sư đều chạy tới võ đế phong. Chỉ chốc lát, võ đế phong náo nhiệt. Trước võ đế điện, nam tử cụt tay đứng ở trên bậc thang, bên phải hắn là một lão giả, chính là phó viện trưởng của võ đế học viện. Mà ở bên trái hắn là An Nam Tĩnh, bên cạnh An Nam Tĩnh là Dương Diệp. Ở phía dưới, là vô số đệ tử của võ đế học viện, giờ phút này, những đệ tử kia đều tò mò quan sát nam tử cụt tay. Nam tử cụt tay nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói. Từ khi ta nhận chức viện trưởng đến nay, quanh năm không ở trong viện, sự tình lớn nhỏ trong học viện đều do phó viện trưởng quản lý, ta tự biết thất trách, hiện tại ta tuyên bố, từ giờ phút này. Ta không đảm nhiệm chức võ đế học viện viện trưởng nữa. Soạt. Trong tràng xôn xao. Từ chức. Hồi lâu không thấy viện trưởng, mới vừa xuất hiện liền muốn từ chức. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, nam tử cụt tay lại nói. Về phần viện trưởng mới, ta đã thay các ngươi tìm được. Vừa nói, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đối với nàng, chắc hẳn chư vị đều không xa lạ gì, từ giờ phút này. Võ đế học viện viện trưởng do nàng đảm nhiệm. Đương nhiên, không phục cũng có thể đi ra, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng nàng, võ đế học viện viện trưởng là của ngươi. An Nam Tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đối với An Nam Tĩnh, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, vì An Nam Tĩnh từng ở võ đế học viện. Về phần không phục, hẳn là không có người không phục, coi như không phục, cũng không dám đi ra. Nữ nhân trước mắt này. Là tồn tại cùng Dương Diệp nổi danh, đó là siêu cấp yêu nghiệt có thể nháy mắt giết thánh nhân. Nam tử cụt tay nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Xem ra chư vị là không có ý kiến gì rồi, cứ quyết định như vậy đi. Sau này, viện trưởng của võ đế học viện chính là An Nha Đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía phó viện trưởng. Lại vất vả ngươi ở đây mệt nhọc nhiều mấy năm. Phó viện trưởng đắng chát cười cười, hắn có chút buồn bực. Bởi vì hai viện trưởng đều là loại không quản sự tình, ban đầu võ đế cũng thế, hiện tại vị này cũng thế, mà vị này càng kỳ quái hơn, hầu như không quay về võ đế học viện, lúc trước nếu như không phải võ đế học viện có phiền toái, vị này xuất hiện giải quyết, sợ là hắn cũng không thấy được đối phương. Mà bây giờ, An Nam Tĩnh thượng vị, nhìn tình huống, sợ rằng cũng là một vị không thích quản việc. Lao lực a. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Viện trưởng. Đánh bại nàng có thể làm viện trưởng sao? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng,
trên mặt cực kỳ kiêu ngạo. Là Vân Phàm sư huynh. Trong chàng có người kinh hô. Trên bậc thang, nam tử cụt tay nhìn về phía phó viện trưởng nói. Một vị thiên tài mới tới, quên nói với ngươi, thiếu niên này rất không tồi, thiên phú rất mạnh. Trong khoảng thời gian An Nha đầu không có ở đây, hắn đánh bại tất cả học trưởng trong học viện, hơn nữa đều dùng không đến 10 chiêu. Cái gì cũng tốt, chỉ là tính chất quá kiêu ngạo. Ngay lúc này, thanh niên phía dưới đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, duỗi ra ngón tay, sau đó đảo ngược ngón tay cái. 10 chiêu không đánh bại ngươi, sau này ta quỳ đi đường. Mọi người. 10 chiêu. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. An Nam Tĩnh là nhân vật gì? Đây chính là trảm giết qua thánh nhân. Mà Vân Phàm tuyên bố 10 chiêu đánh bại nàng. Trên bậc thang, nam tử cụt tay cười cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn An Nam Tĩnh. Sau một khắc, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ở trên bậc thang, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Vân Phàm, người kia phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt An Nam Tĩnh biến mất, tay phải nắm chắc thành quyền, mãnh liệt đấm ra một quyền. Ầm. Trong chàng, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một nhân ảnh bị chấn đến hơn trăm trượng. Đạo nhân ảnh này đúng là Vân Phàm. Mà Vân Phàm kia vừa dừng lại, An Nam Tĩnh liền xuất hiện ở trước mặt, thoáng qua, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Bành 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 bành. Trong chàng xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy Vân Phàm không ai bì nổi bị An Nam Tĩnh cầm một chân không ngừng đập mặt đất, mà Vân Phàm vậy mà không hề có sức kháng cự. Mọi người. Cách đó không xa, Dương Diệp lắc đầu. Đầu tiên, Vân Phàm này xác thực thật có tài, bởi vì đối phương tiếp được An Nam Tĩnh ba chiêu trước, Vân Phàm này cứng rắn nhận. Nhưng cũng chỉ như thế, thực lực của An Nam Tĩnh, mấy vị thánh nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Về phần Vân Phàm, vẫn là quá trẻ. Nửa khắc sau, An Nam Tĩnh ngừng lại, nàng về tới trên bậc thang, mà phía dưới, Vân Phàm đã nằm trên đất. Trong chàng yên tĩnh im ắng. Cứ như vậy thất bại. Trên bậc thang, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Vân Phàm nói. Không cần quỳ đi, ít xuất hiện một chút là tốt rồi. Ít xuất hiện một chút. Giờ khắc này, đệ tử của Võ Đế Học Viện kính nể An Nam Tĩnh từ từ dâng lên. Thực lực của An Nam Tĩnh mạnh, lại là nữ tử, hơn nữa còn là người trẻ tuổi. Đối với những đệ tử của Võ Đế Học Viện mà nói, để cho một ông lão đảm đương viện trưởng tự nhiên không vui thú bằng một nữ cường nhân trẻ tuổi. Cứ như vậy, An Nam Tĩnh đã trở thành viện trưởng của Võ Đế Học Viện. Vị nữ viện trưởng thứ nhất từ trước tới nay. Phía sau núi Võ Đế Học Viện, nam tử cụt tay đứng ở trên đỉnh núi, bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Ta phải ly khai một đoạn thời gian. Lúc này, nam tử cụt tay đột nhiên nói. Hai người các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bất kể là người tiền sử kia, hay U Minh Điện, thần tộc, còn có Tam Đại gia cùng với Vũ Trụ Chi Linh. Những thứ này đều không phải loại lương thiện, phải nói những thế lực này đang dục dịch. Bây giờ đại thiên vũ trụ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật còn kém một mồi lửa mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp ngươi, vô cùng có khả năng chính là mồi lửa. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Linh chủ. Nam tử cụt tay nói. Năng lực của tiểu gia hỏa này, cường đại hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nàng rất có thể sẽ trở thành đối tượng mà mọi người tranh đoạt, hiện tại không tranh đoạt, là thời điểm không đến. Nhưng thời điểm đến, sợ là tiểu tử ngươi không chịu nổi những tạp mao kia nhằm vào. Đều rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử cụt tay nhẹ gật đầu. Rất mạnh, theo tin tức ta lấy được, vị kia của thần tộc đã thức tỉnh. Đây cũng không phải người hiền lành gì, còn có vị kia của U Minh Điện, tóm lại trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Còn nữa, đi đồ thư quán của Võ Đế Học Viện nhìn một chút, bên trong có tư liệu của Đại Thiên Vũ Trụ do Võ Đế lấy được, các loại tư liệu đều có, nhớ kỹ, đối với các ngươi rất có lợi. Vì sao TT Hiền Bối giúp ta? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam tử cụt tay nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Trong chàng chỉ còn lại Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi đồ thư quán xem một chút đi. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới đồ thư quán, hai người tới tầng cao nhất, không có người ngăn trở.
Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu những tài liệu trong đồ thư quán. Như nam tử cụt tay nói, những vật này thật sự rất hữu dụng, bởi vì trong này, ghi lại một ít bí mật của thần tộc, hư linh tộc, tiền sử nhất tộc, tuy không toàn diện, nhưng có thể nói, những tin tức này là địa phương khác tuyệt đối không có. Ngay cả Thủy Văn Minh cũng có một chút ghi chép, đáng tiếc không nhiều. Trừ lần đó ra, còn ghi lại một ít chuyện của tứ đại gia cùng bách tộc, ghi chép rất cặn kẽ. Những tộc này ân oán, các tộc cùng các tộc mâu thuẫn là như thế nào hình thành, nơi này đều có ghi chép. Thu hoạch rất nhiều. Sau 5 ngày, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi ra đồ thư quán. Bên ngoài đồ thư quán, Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh nói. Ta muốn về nhân tộc một chuyến, người hẳn không có biện pháp theo ta trở về rồi. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Có một số việc cần ta xử lý, nếu ngươi có sự tình, báo cho ta biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi cũng vậy, nếu có chuyện gì, nhớ rõ cho ta biết, đừng một người vượt qua, ta sẽ không một người vượt qua, ngươi cũng đừng, biết không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Được. Dương Diệp cười cười, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi, Phó Viện Trưởng xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh, Phó Viện Trưởng nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp rời đi, sau đó nói. Nếu như hắn chịu buông tha linh chủ, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái, nếu như hắn nguyện ý dùng linh chủ làm giao dịch, càng sẽ vì mình tranh thủ được lợi ích rất lớn. Vậy thì không phải là hắn nữa rồi. An Nam Tĩnh nói khẽ. Phó Viện Trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía nàng. Võ Đế Học Viện sẽ cuốn vào, đúng không? An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Phó Viện Trưởng. Ngươi cảm thấy thời đại trước mắt này, Võ Đế Học Viện có thể không đếm xỉa đến sao? Phó Viện Trưởng lắc đầu. An Nam Tĩnh nói. Võ Đế Học Viện ta có bao nhiêu vị thánh nhân? 9 vị. Phó Viện Trưởng nói. Đều là chân thánh nhân, không có loại căn cơ bất ổn, trong đó có 2 vị càng thâm bất khả chắc, có thể nói nửa chân đạp vào tổ cảnh, bất quá quanh năm đều đang bế quan, rất ít đi ra. Bọn hắn sẽ nghe ta không? An Nam Tĩnh hỏi. Phó Viện Trưởng do dự một chút, sau đó nói. Sợ là có chút khó, người tuổi còn quá trẻ, An Nam Tĩnh nói. Nói cho mấy thánh nhân kia biết, không nghe ta, vậy chỉ có 2 con đường, hoặc là chết, hoặc ly khai Võ Đế Học Viện. Trong lòng Phó Viện Trưởng cả kinh. Ngươi! Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Nếu như ta chấp trưởng Võ Đế Học Viện, vậy ta cần tuyệt đối phục tùng. Ta không thích lục đục với nhau, cũng không thích dài dòng, bọn hắn không nghe, vậy thì rời đi địa bàn của ta, không ly khai, ta liền giết bọn chúng. Gạch chéo ngược. Nếu bọn hắn đều không nghe. Phó Viện Trưởng đột nhiên nói. An Nam Tĩnh nhìn về phía hắn. Vậy giết hết. Phó Viện Trưởng. An Nam Tĩnh nói. Có ta ở đây, Võ Đế Học Viện không có thánh nhân, cũng không người nào dám tới phạm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Phó Viện Trưởng đắng chát cười cười, hắn có chút đánh giá thấp An Nam Tĩnh. Ngay từ đầu, hắn cho rằng An Nam Tĩnh chẳng qua là làm dáng một chút, sẽ không thực tế khống chế Võ Đế Học Viện, hiện tại xem ra, không phải là như thế. An Nam Tĩnh muốn chính thức khống chế Võ Đế Học Viện. Mà mấy thánh nhân kia cũng không biết sự đáng sợ của An Nam Tĩnh, nữ nhân này, muốn giết một vị thánh nhân, thật không có độ khó. Đáng sợ nhất còn không phải cái này. Đáng sợ nhất là bên người nàng còn có một Dương Diệp. Nếu An Nam Tĩnh ở Võ Đế Học Viện xảy ra chuyện gì, dùng tính tình của Dương Diệp, nhất định sẽ phá hủy Võ Đế Học Viện. Phiền toái. Phó Viện Trưởng lắc đầu, quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai Võ Đế Học Viện, đi tới trong tinh không mịt mờ, hắn muốn trở về nhân giới, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này chính là Minh Nữ của U Minh Điện. Minh Nữ. Trong lòng Dương Diệp kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Minh Nữ. Minh Nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có người tìm ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện, đi theo ta một chuyến. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày, Minh Nữ này có chút không bình thường. Do dự một chút, Dương Diệp vẫn đi theo. Trên đường, Dương Diệp nhìn thoáng qua Minh Nữ. Nhị tỷ tỉnh chưa? Minh Nữ khẽ gật đầu. Đã tỉnh. Nghe vậy,
Trong lòng Dương Diệp vui vẻ. Đại tỷ thì sao? Minh nữ nói khẽ. Cũng tỉnh. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Minh nữ. 10 tỷ muội các ngươi, không đúng, là 11 tỷ muội đều tề tụ rồi. Minh nữ nhẹ gật đầu. U Minh điện điện chủ của các ngươi thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Cũng chính là thiếu ti u điện chủ, nàng cũng xuất hiện, đúng không? Minh nữ dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu Bạch ở trên người ngươi, đúng không? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn nhìn Minh nữ hồi lâu, sau đó cười nói. Trên người ta, làm sao vậy? Minh nữ khẽ lắc đầu. Không có gì, đi theo ta. Nói xong, tốc độ nàng nhanh hơn. Dương Diệp nhìn đối phương, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi theo. Xuyên qua tinh không vũ trụ mờ mịt, ước chừng một lúc lâu sau, Minh nữ ngừng lại, giờ phút này, trước mặt nàng có một cung điện đen nhánh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở trên đại môn cung điện kia, có khắc ba chữ to, U Minh Cung. U Minh Cung. Minh nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào trong cung điện. Tại chỗ, Dương Diệp cũng không do dự, trực tiếp đi theo lên. Tiến vào cung điện, một giọng nói từ xa truyền đến. Hoan nghênh Dương Tiểu Huynh đại giá quang lâm, ân, ta biết Dương Tiểu Huynh là một người ngay thẳng, ta cũng sẽ không vòng vo. Linh chủ, U Minh Điện ta cần linh chủ, không biết Dương Tiểu Huynh có thể bỏ những thứ yêu thích không? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Không thể. Ở trước mặt Dương Diệp, là một nữ tử mặc quần dài màu tím, trên bờ vai nữ tử còn có một áo choàng mỏng như cánh ve. Nữ nhân trước mắt này, Dương Diệp bái kiến. Đúng là thiếu ti u kia. Thiếu ti u Minh Điện điện chủ. Theo Dương Diệp cự tuyệt, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chuẩn xác mà nói là bầu không khí có chút khẩn trương. Thiếu ti u nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cùng nàng mắt đối mắt. Qua hồi lâu, thiếu ti u cười nói, không có chỗ thương lượng sao? Dương Diệp lắc đầu. Không có. Thiếu ti u cười nói. Thật sự là cố chấp. Vừa nói, tay phả ly nàng tìm tòi, không gian chung quanh Dương Diệp lập tức cứng lại. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, thoáng qua, thiếu ti u lui về sau trăm trượng, mà khóe miệng Dương Diệp thì tràn ra một ngụm máu tươi. Lần thứ nhất giao phong. Thiếu ti u quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ở cái tuổi này có thực lực như thế, không thể không nói, xưng được hai chữ yêu nghiệt. Dương Diệp nói, U Minh Điện là muốn cường đoạt. Thiếu ti u lần nữa xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nếu như ta nói phải. Dương Diệp nở nụ cười. Vậy tới thử xem. Khóe miệng thiếu ti u hơi cuộn lên. Xem ra người rất tự tin với mình. Hoặc có lẽ là, người đối với vị phía sau người kia rất tự tin. Dương Diệp lắc đầu. U Minh Điện, rất mạnh, nếu đám người đại tỷ cùng nhị tỷ chung vào một chỗ, muốn giết Dương Diệp ta, hẳn là chuyện rất đơn giản. Nhưng vậy thì như thế nào? Con người lúc còn sống, có nhiều thứ, có ít người, cho dù chết, cũng phải hết sức đi bảo vệ. Còn có thể giữ vững hay không, ta không biết, ta chỉ biết, vào lúc sống hết sức thủ hộ. Dù ta chết đi, ta cũng sẽ không có tiếc nuối. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thiếu ti u. Ta cùng với U Minh Điện hơi có chút nguồn gốc, nhưng nếu như hôm nay các người muốn cưỡng đoạt linh chủ, tình cảm của chúng ta hôm nay xóa bỏ, U Minh Điện các người muốn chiến, Dương Diệp ta tùy thời phụng bồi tới cùng. Một bên, Minh nữ trầm mặc không nói gì. Chiến! Thiếu ti u cười nói. Dương Diệp, người chiến được sao? U Minh Điện ta ngay cả nho ra cũng phải cho diệt, huống chi ngươi, còn có nhân tộc. Hôm nay sở dĩ mời ngươi tới, chính là nể tình cũ, nếu như là người khác, hiện tại hắn đã chết. Dương Diệp cười nói. Vậy ngươi không cần nể tình cũ, bởi vì ta và ngươi không có tình cảm gì. Thiếu ti u đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến. Ngươi đi đi. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Mười nữ tử chậm rãi đi đến, cầm đầu đúng là thiên nữ. Thiên nữ. Ở bên cạnh thiên nữ, đúng là đám người huyết nữ. Huyết nữ nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu cười nói. Đại tỷ, nhị tỷ, đã lâu không gặp. Thiên nữ nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía thiếu ti u. Ti u điện chủ, người này ở hạ giới nhiều lần tương trợ U Minh Điện ta, cũng mấy lần cứu tính mạng người U Minh Điện ta,
nếu như Ti U Điện chủ muốn đối phó hắn, tỉ muội ta lựa chọn rời khỏi U Minh Điện. Rời khỏi U Minh Điện. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp ấm áp. Vẫn là người hắn quen thuộc. Nghe được lời của thiên nữ, sắc mặt của thiếu Ti U hơi trầm xuống. Qua hồi lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đi đi. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía đám người thiên nữ cùng huyết nữ. Hôm khác đến nhân tộc chơi. Nói xong, hắn cũng không dây dưa, xoay người rời đi. Trong tràng, thiếu Ti U lạnh nhạt nói. Xem ra, các ngươi vẫn lựa chọn đứng ở bên hắn. Thiên nữ nói. U Minh Điện ta không có linh chủ, không thể sống sao? Sống. Thiếu Ti U cười lạnh nói. Ngươi có biết, lúc trước ở trên đại lục có bao nhiêu thế lực cường đại không? Nhưng kết quả thế nào? Kết quả những thế lực này đều biến mất, mà để cho bọn hắn biến mất, chính là thời đại mạt pháp kia. Có linh chủ thì nhất định có thể vượt qua thời đại mạt pháp. Thiên nữ hỏi lại. Thiếu Ti U nói. Tự nhiên không phải, chẳng qua là, có linh chủ, còn có một tia hy vọng. Nếu không có linh chủ, thời đại mạt pháp hàng lâm, linh khí sụp đổ, tất cả mọi người sẽ chết. Nói đến đây, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người thiên nữ. Lúc này đây, hắn có thể ly khai, nhưng tiếp theo, hắn sẽ không may mắn như vậy. Nói xong, nàng quay người biến mất ngay tại chỗ. Thiếu Ti U đi rồi, trong chàng chỉ còn lại có đám người thiên nữ. Vì cái gì nàng buông tha? Lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ lạnh nhạt nói. Cái này không phải bản tôn của nàng. Nghe vậy, trong nội tâm chúng nữ cả kinh. Không phải bản tôn. Huyết nữ nói. Đại tỷ ý tứ là, đây chỉ là một phân thân của nàng. Thiên nữ nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp rời đi. U Minh Điện bây giờ, đã không phải U Minh Điện ở hạ giới, U Minh Điện này quá xa lạ. Đại tỷ là muốn rời đi sao? Huyết nữ nói. Thiên nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Không nói cái này. Nói đến đây, nàng nhìn chúng nữ nói. Từ hiện tại, các ngươi đều cố gắng tu luyện. Mặc kệ đại thiên vũ trụ này ngày sau như thế nào, chúng ta cũng cần phải có thực lực đi đối mặt, chúng nữ nhẹ gật đầu. Dương Diệp đi ra U Minh Cung, tiến vào trong tinh không mịt mờ. Lúc này đây, hắn là sợ chảy mồ hôi lạnh cả người, chớ nhìn hắn lúc ấy ở U Minh Cung bình tĩnh cùng kiên cường, kỳ thật hắn đã cảm nhận được mấy đạo khí tức thâm độc phong tỏa hắn. Nếu như thiếu Ti U kia động thủ, coi như đám người thiên nữ không giúp thiếu Ti U, sợ là hắn cũng ra không được U Minh Cung. U Minh Điện này, so với trong tưởng tượng của hắn còn càng thêm thần bí cùng cường đại. Khó trách nam tử cụt tay bảo hắn phải cẩn thận. Cũng không phải hắn sơ ý, sở dĩ hắn đi U Minh Cung, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Minh Nữ, bởi vì hắn tin tưởng người bạn này. Mà hắn cũng không có tín nhiệm sai. Đám người thiên nữ sẽ không hại hắn. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chạy ra, nàng ngăn cản Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo bắt đầu vung múa, không chỉ vung vẩy. Trên mặt còn vô cùng kích động, cả thân thể nhỏ ở vào trạng thái cực độ hưng phấn. Dương Diệp vốn ngây người, rất nhanh, cả người hắn cũng kích động, thoáng qua, hắn trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp tầng thứ hai, trước mặt Dương Diệp đứng một nữ tử nhỏ nhắn. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Tử Nhi đã mê man thật lâu. Tử Nhi, Tử Điêu, Tử Nhi nhìn Dương Diệp, mỉm cười, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp đi tới trước mặt Tử Nhi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, run giọng nói. Tử Nhi, ngươi đã tỉnh. Tử Nhi, đây là một trong mấy người ở sâu trong nội tâm sâu nhất của Dương Diệp hắn. Tình cảm của hắn đối với Tử Nhi cùng đối với đám người Tô Thanh Thi vẫn có chút khác biệt. Đương nhiên, không phải nói hắn càng yêu Tử Nhi. Mà là Tử Nhi theo chân Dương Diệp hắn từ trong hoạn nạn tới. Lúc trước Dương Diệp hắn ở thời điểm khó khăn nhất, một mực làm bạn hắn đúng là Tử Nhi. Tử Nhi không nói gì, chỉ ôm lấy Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp chính là tất cả của nàng. Một bên, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch chỉ vào Tử Nhi, sau đó giới thiệu Thiên Tú. Tiểu Bạch cùng Tử Nhi biết cũng tương đối sớm, Tiểu Bạch đối với Tử Nhi cũng có tình cảm rất sâu. Đương nhiên, nàng cũng hơi sợ Tử Nhi, ban đầu ở bên người Dương Diệp, Tử Nhi mới là người lời nói có trọng lượng nhất. Thiên Tú nhìn thoáng qua Tử Nhi, sau đó nói khẽ. Tử Nhi tỉ tỉ. Tử Nhi nhìn về phía Thiên Tú, Dương Diệp cười nói.
Nàng gọi Thiên Tú. Tử Nhi đi tới trước mặt Thiên Tú, kéo tay nàng cười nói. Chào ngươi. Thấy Tử Nhi hiền hòa như thế, trong lòng Thiên Tú thở dài một hơi, nàng nhìn thoáng qua Tử Nhi, do dự một chút, sau đó nói. Tử Nhi tỷ tỷ không phải nhân loại. Trong mắt Tử Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi biết. Thiên Tú mỉm cười. Đoán đây. Tử Nhi nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp cười nói. Sau này cùng ngươi nói rõ, đúng rồi, hiện tại ngươi không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề quá lớn. Lúc này, Tiểu Thiên ở một bên một mực không nói chuyện đột nhiên đi tới. Chỉ là hư hơi yếu một chút, chịu không được gió táp mưa sa, cho nên bây giờ nàng tạm thời không có khả năng đi ra. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Ta muốn quay về Thiên Thiên Đại Lục. Thiên Thiên Đại Lục. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Vì cái gì? Tiểu Thiên nói khẽ. Ta cảm giác thiên địa có biến hóa, ta muốn cùng Thiên Thiên Đại Lục chung một chỗ. Hơn nữa, ta cảm giác được, thời khắc này linh khí ở Thiên Thiên Đại Lục đang khô kiệt, nếu như ta trở về. Không được. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Thiên, thời đại mạt pháp đến, tất cả thế giới đều sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại để cho ngươi trở về, ta lo lắng, thật sự lo lắng. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Trách nhiệm, ngươi có trách nhiệm của ngươi, mà ta, cũng có trách nhiệm của ta. Ta là Thiên Thiên Đại Lục Chi Linh, hiện tại Thiên Thiên Đại Lục cần ta, có ta ở đây, chỉ ít có thể trì hoãn tốc độ linh khí khô kiệt, kể từ đó, có thể cho càng nhiều sinh linh tìm kiếm đường ra mới. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, lúc này Tiểu Thiên lại nói. Ta đã quyết định. Không nên ngăn cản ta, được không? Trong mắt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện nước mắt, hắn rất rõ ràng, nếu Tiểu Thiên trở về, kết cục sẽ là cái gì? Không có kết cục tốt đẹp gì. Nàng là muốn cùng Thiên Thiên Đại Lục chung một chỗ tử vong. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quơ múa Tiểu Chảo. Một lát sau, ánh mắt Dương Diệp sáng lên, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, nếu như ngươi muốn về, có thể, ta cùng ngươi trở về một chuyến. Còn có Tiểu Bạch, chúng ta liên thủ nhìn xem, có thể cứu vớt Thiên Thiên Đại Lục hay không, như thế nào? Tiểu Thiên có chút do dự, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Có thể chứ? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Chảo vỗ vỗ ngực mình, bày tỏ có thể. Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ. Vậy thử xem đi. Dương Diệp cười nói. Được, bây giờ chúng ta trở về Thiên Thiên Đại Lục một chuyến. Nhưng đúng lúc này, cả Hồng Mông Tháp đột nhiên rung động kịch liệt. Trong lòng mọi người kinh hãi, bất quá rất nhanh, trên mặt Dương Diệp nổi lên nụ cười. Tầng thứ 6. Hồng Mông tầng thứ 6 mở ra. Dương Diệp mang theo mọi người biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, mọi người đi tới trước một cánh cửa. Một cánh cửa đen nhánh. Trước mắt chính là tầng thứ 6. Bên trong có cái gì? Dương Diệp không khỏi có chút chờ mong, phải biết. Mỗi một lần Hồng Mông Tháp mở, hắn đều thu được chỗ tốt rất lớn, không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp mang theo mọi người tiến vào trong cánh cửa kia. Trong cửa rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Dương Diệp nhíu mày, nhưng đúng lún này, Tiểu Bạch đột nhiên há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, trong chàng bị một cỗ linh khí tràn ngập, thoáng qua, một đạo bạch quang lóe lên, ngay sau đó, một vật xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Giáp. Ở trước mặt Dương Diệp, là một áo giáp toàn thân màu tím. Áo giáp màu tím lưu quang lượn quanh, vừa nhìn liền biết vật phi phàm. Hồng Mông giáp. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, thoáng qua, một cái bóng mờ xuất hiện ở tầng thứ 6. Đạo tổ. Đạo hư ảnh này đúng là đạo tổ, bất quá không phải bản tôn. Hồng Mông giáp. Dương Diệp nhìn về phía đạo tổ, hỏi thăm. Đạo tổ khẽ gật đầu. Lúc trước thiên địa mới sinh, có ba khí, hỗn độn chi khí. Hồng Mông tử khí, tiên thiên linh khí. Hồng Mông tử khí này, chính là một trong ba khí, cho nên nó mới có nhiều công hiệu nghịch thiên như vậy. Mà Hồng Mông giáp, chính là do Hồng Mông tử khí ở vô số năm ngưng tụ thành, còn thời gian bao lâu, ta cũng không phải rõ ràng, lúc trước ta đạt được tháp này, nó cũng đã tồn tại, bất quá không chính thức hình thành, mà bây giờ, đã có 8 phần hỏa hầu. 8 phần hỏa hầu, Dương Diệp nói, cũng chính là có thể dùng, đúng không? Đạo tổ nhẹ gật đầu. Có thể. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hồng Mông giáp kia. Vật ấy một khi hình thành, không vật có thể xuyên thủng,
có thể đồng thọ cùng trời đất. Có thể ngăn cản lão tổ công kích sao? Dương Diệp vội hỏi. Đạo tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có thể, đương nhiên, nó có thể ngăn cản lão tổ công kích, nhưng thân thể ngươi không được. Nếu như ngươi cùng lão tổ đối bính, kết quả chính là, nó còn rất tốt, ngươi thì đã chết. Dương Diệp. Đạo tổ lại nói. Thân thể của mình mới là bảo vật tốt nhất, ngoại vật gì gì đó, tuy cũng tốt, nhưng không thể quá mức ỷ lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta minh bạch. Đạo tổ mỉm cười. Ta giúp ngươi một chút. Nói xong, hắn bấm tay, hồng mông giáp hóa thành một đạo tử khí xông vào trong cơ thể Dương Diệp. Trong chốc lát, hai mắt Dương Diệp trợn lên, thoáng qua, toàn thân Dương Diệp bắt đầu, răng rác, kêu vang. Hồng mông giáp tầng tầng co rút lại, đến cuối cùng, hồng mông giáp đã cùng Dương Diệp hòa làm một thể. Đương nhiên, này là đạo tổ tương trợ, bằng không hắn muốn thu phục hồng mông giáp, vẫn rất khó khăn. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, rất nhanh, ở quanh người hắn xuất hiện tầng một áo giáp màu tím mỏng, tựa như da của hắn. Thúc giục nhìn xem. Lúc này đạo tổ đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì hồng mông giáp bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí trong cơ thể hắn, vẻn vẹn không đến nửa hơi trong cơ thể hắn bị rút đi một nửa huyền khí. Dương Diệp nhìn về phía đạo tổ mỉm cười. Hồng mông giáp này, là cùng kiếm thủ đồng cấp bậc, khi đó ngươi có thể sử dụng kiếm thủ, là vì nó không thức tỉnh, mà bây giờ, nếu như lần nữa dùng kiếm thủ kia, lấy thực lực của ngươi, tối đa chỉ vung hai kiếm mà thôi. Hồng mông giáp này cũng giống như vậy, nó cần linh khí cực kỳ lớn đến ủng hộ, mà ngươi bây giờ, miễn cưỡng chỉ có thể thúc giục nó, mà thời gian, tối đa nửa khắc, qua nửa khắc, huyền khí trong cơ thể ngươi sẽ khô kiệt. Nửa khắc đồng hồ. Nghe vậy, Dương Diệp đắng chát cười cười, vẫn còn có chút không được hoàn mỹ. Đừng quá tham. Lúc này đạo tổ đột nhiên nói. Vật ấy chính là cường giả lão tổ sử dụng, người bây giờ mạnh mẽ sử dụng, nhất định là có chút chưa đủ, chờ thực lực của ngươi tăng lên, đến lúc đó liền bình thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cảm thụ hồng mông giáp trên người, giờ phút này hắn cảm giác thân thể của mình vô cùng nhẹ, tựa như một lông chim. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu thích ứng hồng mông giáp, không dùng đến bao lâu, hắn đã nắm giữ hồng mông giáp, chỉ cần gặp được địch nhân, hắn có thể trước tiên thúc giục. Đơn giản mà nói, hiện tại coi như là hai lão tổ đánh lén hắn, cũng không có khả năng nháy mắt giết hắn. Sau khi quen thuộc hồng mông giáp, Dương Diệp đi ra hồng mông tháp, mang theo đám người tiểu thiên tiến về thiên thiên đại lục. Thiên thiên đại lục ở trung thiên vũ trụ, dùng thực lực của hắn bây giờ, đạt tới trung thiên vũ trụ chỉ dùng không đến 3 ngày. Thiên thiên đại lục, chuẩn xác mà nói là thiên tuyền hệ, đối với thiên tuyền hệ, Dương Diệp tự nhiên không xa lạ gì. Ở thiên tuyển hệ này, hắn nhận thức rất nhiều người, ví dụ như đám người huyết nữ, còn có tiểu thiên, kể cả Dương Liêm Sương. Mà khi hắn lần nữa trở về thiên tuyển hệ, sắc mặt hắn thay đổi. Thời đại mạt pháp, cả thiên tuyển hệ linh khí đã biến thành cực kỳ ít, hơn nữa Dương Diệp có thể cảm giác được, linh khí của thiên tuyển hệ vẫn còn không ngừng biến mất, tốc độ biến mất còn vô cùng nhanh. Dương Diệp bước lên thiên thiên đại lục, toàn bộ đại lục không khí trầm lặng. So với lúc trước nhìn thấy thiên thiên đại lục hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh Dương Diệp, tiểu thiên trầm mặc. A, à. Ngay lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, mấy trung niên đang vây giết hai lão giả, một tên lão giả trong đó, một cánh tay đã bay ra ngoài. Lúc này, một trung niên trực tiếp nắm cái tay kia, chuẩn xác mà nói là bắt lấy nạp giới trên tay. Trung niên nhìn lướt qua nạp giới, sắc mặt hắn dữ tợn. Mới không đến 100 tiên tinh thạch. Nói xong, mãnh liệt vỗ một chưởng về phía lão giả. Ầm, tay trung niên kia còn chưa rơi xuống, cả người trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng, bất quá đối phương không có bị thương. Lần này, mọi người ngừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, mới vừa xuất thủ đúng là Dương Diệp. Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt trung niên nhìn thoáng qua, rất nhanh, hắn biến sắc, bởi vì bên trong có gần 2.000 tiên tinh thạch. 2.000 tiên tinh thạch, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Dương Diệp nói, loại chuyện này nhiều không? Trung niên kia nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu nói. Cái gì?
Dương Diệp nói. Như các ngươi ăn cướp tiên tinh thạch, nhiều không? Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, hắn do dự một chút, sau đó nói. Nhiều. Nói cụ thể một chút. Dương Diệp nói. Trung niên nói. Ngươi là người phương nào? Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ ở trung niên mi tâm, sắc mặt trung niên trắng bệch. Thời khắc này hắn biết, thực lực của thanh niên trước mắt vượt xa hắn. Không dám suy nghĩ nhiều, lập tức giải thích nói. Không biết nguyên nhân nào, linh khí trên đại lục đột nhiên biến thành hết sức thưa thớt, cho dù là một ít thánh địa, linh khí cũng trở nên ít đến đáng thương. Hôm nay đại lục vì tranh đoạt linh mạch cùng tiên tinh thạch đã rối một nùi, tất cả thế lực, tán tu, đều tranh đoạt linh mạch cùng tiên tinh thạch. Nói đến đây, hắn đắng chát cười cười. Huyền giả chúng ta, nếu không có huyền khí, há không phải giống như người bình thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi đi. Đám người trung niên do dự một chút, sau đó xoay người rời đi, nhìn thấy Dương Diệp không có ngăn bọn hắn, trong lòng đám người trung niên thở dài một hơi, tăng thêm tốc độ đi xa. Một bên, hai lão giả đã trọng thương đi tới, một tên trong đó nhìn Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ ân cứu mạng. Dương Diệp nhìn hai người. Việc rất nhỏ, đi đi. Hai người lần nữa nhìn Dương Diệp ôm quyền, lúc này mới quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, giờ phút này Tiểu Thiên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp vuốt đầu của Tiểu Thiên nói khẽ. Đừng lo lắng, Thiên Thiên Đại Lục sẽ không diệt vong. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Linh khí nơi này đang biến mất, loại biến mất này, trước kia ta chưa bao giờ trải qua, chúng biến mất, giống như là tự nhiên biến mất, loại này là rất đáng sợ. Tự nhiên biến mất. Dương Diệp rõ ràng ý tứ của Tiểu Thiên, loại tự nhiên biến mất này, không phải con người làm, mà là thiên ý. Giống như linh khí vùng vũ trụ này, nguyên bản nhiều như vậy, mà bây giờ, linh khí của vùng vũ trụ này sắp bị dùng hết rồi. Linh khí có thể tái sinh sao? Dương Diệp không biết, nhưng trong mắt của hắn, hẳn là không thể. Còn Tiểu Bạch hẳn không có năng lực vô hạn chế tạo linh khí. Không nghĩ quá nhiều, Dương Diệp kêu Tiểu Bạch lên. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Cảm nhận được không? Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó gật đầu. Dương Diệp cười nói. Có thể làm cho linh khí nơi này khôi phục bình thường sao? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó Tiểu Trảo bắt đầu vung múa. Điều kiện. Tiểu gia hỏa này bắt đầu ra điều kiện rồi. Một lát sau, Dương Diệp cười nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể để cho linh khí nơi này khôi phục. Bao nhiêu con dê nướng cũng không có vấn đề. Điều kiện của Tiểu Bạch chính là ăn thịt dê nướng. Đối với cái này, Dương Diệp tự nhiên là đáp ứng. Được Dương Diệp đáp ứng, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, nàng mở ra Tiểu Trảo, sau đó ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp của Tiểu Thiên, cả thiên địa bắt đầu rung động. Dùng Tiểu Bạch làm trung tâm, linh khí chung quanh đột nhiên dựa vào Tiểu Bạch, thời gian dần trôi qua. Dương Diệp cùng Tiểu Thiên cảm nhận được cả thiên địa đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ngay lúc này, ở chỗ sâu trong đám mây, một tia lôi điện màu đỏ thẫm đột nhiên xé rách tầng mây, sau đó thẳng về phía Tiểu Bạch. Nghịch cải thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo không dung. Nghịch cải thiên địa pháp tắc. Cái quy luật này, dĩ nhiên là chỉ vũ trụ pháp tắc. Thế gian vạn vật, hết thảy đều có quy luật, hiện tại Tiểu Bạch đang khôi phục linh khí của Tiểu Thiên Đại Lục. Là nghịch thiên. Cái nghịch thiên này, là nghịch thiên chân chính. Chứng kiến lôi điện màu đỏ, Tiểu Bạch mở chừng hai mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, có chút sợ hãi. Dương Diệp mỉm cười. Không có việc gì, có ta ở đây. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau một khắc, cả người Dương Diệp đã tới không trung, nhìn xem lôi điện màu đỏ, Dương Diệp mặt không biểu tình, đạo lôi điện màu đỏ này mạnh hơn tất cả lôi điện hắn thấy ở dĩ vãng. Bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để trong nháy mắt miểu sát một vị thánh nhân. Bởi vậy, Dương Diệp cũng không dám khinh thường. Tay Dương Diệp hơi động một chút, trong chốc lát, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Đoạn tội. Kiếm xuất hiện, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đạo kiếm quang này trực tiếp đánh vào trên thần lôi màu đỏ. Kiếm khí cường đại trực tiếp oanh lôi điện màu đỏ run lên kịch liệt, nhưng không vỡ vụn. Mà lúc này... Một đạo kiếm quang phóng lên trời, trực tiếp bổ vào trên lôi điện. Chân trời vang lên một tiếng nổ vang, thoáng qua,
đạo lôi điện kia nổ bể ra, nhưng ở trong nháy mắt nổ bể ra đó, vô số tia điện như con rắn nhỏ từ chân trời tản ra, những tia điện này tản ra tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Không nên để cho chúng nó rơi xuống. Lúc này Tiểu Thiên vội vàng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chân phải hắn nhẹ nhàng đạp, trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang kích bắn về phía chân trời. Những kiếm quang này tựa như sao băng qua chân trời, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Chỉ chốc lát, những thần lôi kia đều bị những kiếm quang này xé tan thành phấn, chân trời quy về bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp cảm giác có đồ vật gì đó đã rơi vào trên người hắn. Một cảm giác cực kỳ không thư thái. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Tiểu Thiên, người cảm thấy, thiên mệnh trong miệng mọi người nói, là một người, hay thứ gì khác? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Không biết. Vừa nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Vũ trụ, vạn vật, kể cả chúng ta, nếu như chúng ta tồn tại, nhất định là có nguyên nhân cùng ý nghĩa. Nếu như nói thiên mệnh là một người, nói như vậy, là người này sáng tạo ra chúng ta. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn hủy chúng ta. Dương Diệp cười nói. Nếu như thiên mệnh thật là một người, vậy người này không khỏi quá kinh khủng, mà ta cảm thấy, nếu như một người đạt tới loại trình độ này, có thể sáng tạo ra vũ trụ vạn vật, đối phương muốn hủy diệt những vạn vật này, căn bản không cần thời đại mạt pháp, sợ là chỉ cần phất phất tay liền giải quyết xong. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo một tia lạnh như băng. Vừa rồi, hắn xác định có đồ vật gì đó đã rơi vào trên người hắn. Vật vô hình. Theo như hắn suy đoán, vừa rồi thần lôi bị hắn phá hủy, sợ là bị cái gì mượn. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Thiên Thiên Đại Lục này, hôm nay chúng ta cứu định rồi. Ở dưới thao túng của Tiểu Bạch, linh khí của cả Thiên Tuyền hệ dần dần khôi phục bình thường. Bất quá, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên cũng không có cao hứng, bởi vì cái bình thường này, cũng không phải bình thường nguyên lai, chẳng qua là Tiểu Bạch lợi dụng năng lực của nàng, lại để cho Thiên Tuyền hệ lần nữa có linh khí. Đơn giản mà nói, Tiểu Bạch vì Thiên Tuyền hệ kéo dài tính mạng, nhưng cái mạng này, cũng không phải vĩnh cửu, chẳng qua là tạm hoãn thời gian Thiên Tuyền hệ diệt vong. Thời đại mạt pháp, Dương Diệp trầm mặc, giờ phút này, hắn mới có chút hiểu bốn chữ này khủng bố. Linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ cũng không phải con người làm cho biến mất, mà là sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ dùng sạch. Linh khí cũng không phải vô cùng vô tận. Đây là vô giải. Báo ứng. Thời điểm này Dương Diệp nghĩ tới hai chữ kia, vạn vật sinh linh không hề tiết chế hấp thu linh khí trong thiên địa, mà khi linh khí trong thiên địa biến mất, báo ứng của vạn vật sinh linh tới rồi. Nhân quả tuần hoàn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Bọn hắn đều đặt hy vọng ở trên người ngươi, thật là có chút buồn cười. Đừng nói Tiểu Bạch, 10 Tiểu Bạch cũng không cứu được Đại Thiên Vũ Trụ, nàng dù sao không phải thần. Bất quá nếu như thời đại mạt pháp thật sự hàng lâm, lấy năng lực đặc thù của nàng, muốn mình sống sót vẫn vô cùng đơn giản. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, bây giờ ngươi hẳn cũng hiểu rõ, linh khí này biến mất, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, Thiên Tuyền hệ có mạng của chính nó, người với tư cách Thiên Tuyền hệ chi linh, không cần phải cùng nó tồn vong. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nếu như Thiên Tuyền hệ thật sự mất, đó cũng là người của Thiên Tuyền hệ gieo gió gặt bão, kể cả Dương Diệp ta ở bên trong, nếu bởi vì thời đại mạt pháp mà chết, cũng là ta gieo gió gặt bão. Cho nên, đi theo ta, được không? Tiểu Thiên trầm mặc. Tiểu Bạch cũng nhìn Tiểu Thiên quơ quơ tiểu chảo, yêu cầu Tiểu Thiên đi theo. Dương Diệp lại nói, ngươi ở lại chỗ này, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa bây giờ Thiên Tuyền hệ sống thêm 1-2 năm căn bản không có vấn đề. Nhưng ngươi nên hiểu rõ, thời điểm thế giới khác linh khí đều biến mất, mà Thiên Tuyền hệ còn có linh khí sẽ như thế nào. Khi đó, vô số thế giới sẽ đến Thiên Tuyền hệ điên cuồng hấp thu linh khí, kể từ đó, không cần 1-2 năm, 1-2 tháng linh khí sẽ không còn. Loại tranh đấu không ngừng nghỉ này, ai cũng giải không được. Mặc dù là đang khuyên, nhưng hắn đã quyết định, mặc kệ Tiểu Thiên có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ cưỡng ép mang nàng đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Tiểu Thiên theo Thiên Tuyền hệ tử vong. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đây là nhà của ta, cũng là căn bản của ta. Dương Diệp lắc đầu.
Ngươi sai rồi, Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Ta cùng với Tiểu Bạch có tính thân nhân của ngươi hay không? Tiểu Thiên nao nao. Dương Diệp lại nói. Nếu như ngươi ở chỗ này, có thể trợ giúp những sinh linh kia, ta tuyệt đối không ngăn cản, nhưng vấn đề là, ngươi ở lại chỗ này, không có một chút tác dụng. Ngươi ở chỗ này, thì tương đương với tự sát, còn người nói nhà, địa phương có người thân, mới là nhà, ta cùng với Tiểu Bạch đều là thân nhân của ngươi, không phải sao? Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Bạch hồi lâu, đột nhiên nàng mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Dương Diệp buông lỏng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ở Đại Thiên Vũ Trụ, không biết có bao nhiêu thế giới diễn ra chuyện tình cướp đoạt linh khí mà tàn sát. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp lắc đầu. Lúc nào lão tử thiện lương như vậy, rõ ràng suy nghĩ những chuyện này, nói xong, hắn mang theo Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, hiện tại hắn phải mau chạy về nhân tộc, sau đó cùng nhân thánh khác thương lượng tương lai của nhân tộc. Hắn hiện tại, thân là lĩnh tụ nhân tộc, tự nhiên nên vì nhân tộc mưu đường ra, hơn nữa hiện tại nhân tộc khẳng định cũng có rất nhiều chuyện, ví dụ như linh khí khô kiệt, nhân tộc tự giết lẫn nhau. Loại chuyện này, nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không quản, nhưng bây giờ, mặc kệ không được. Dương Diệp vừa trở lại Đại Thiên Vũ Trụ, muốn về nhân tộc, nhưng đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ chân trời điện xả tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn ra tay, nhưng rất nhanh, hắn có chút ngẩn người. Là ngươi. Lúc này, đạo hỏa diễm kia đã rơi vào trước mặt hắn. Hỏa diễm tản đi, người đến không phải người khác, đúng là Hầu Ca. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng Hầu Tử trực tiếp nắm bờ vai của hắn. Có việc. Nói xong trực tiếp mang theo Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Yêu giới. Hầu Tử trực tiếp mang theo Dương Diệp đi tới yêu giới. Hầu Ca, chuyện gì a? Dương Diệp hỏi. Hầu Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Bây giờ yêu tộc đang đối địch với ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ân, bất quá không sao, Hầu Ca là Hầu Ca, yêu tộc là yêu tộc. Hầu Tử nhìn Dương Diệp. Giúp ta khống chế yêu tộc, sau đó yêu tộc cùng nhân tộc kết minh. Dương Diệp có chút ngẩn người nói. Hầu Ca muốn khống chế yêu tộc, vì cái gì? Hầu Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Đối kháng Phật gia, cũng vì linh viên tộc ta tìm một con đường ra. Đi theo thiên quân, không bằng đi theo ngươi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dùng thực lực của Hầu Ca còn không thể khống chế yêu tộc sao? Hầu Tử khẽ lắc đầu. Yêu thần, Phật gia, ta chỉ có thể đối kháng một cái. Yêu thần, Phật gia. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sợ không phải đơn giản như vậy, nếu như ngươi đi tranh đoạt quyền khống chế yêu tộc, bách tộc sẽ không ngồi nhìn. Cho nên không đơn thuần là Phật gia cùng yêu thần, còn có bách tộc. Quan trọng nhất là, yêu tộc có bao nhiêu yêu vương ủng hộ ngươi. Hầu Tử nhìn một Dương Diệp, sau đó nói. Cùng kỳ. Dương Diệp. Cùng kỳ. Người này hắn tự nhiên không quên. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Cái này độ khó có chút lớn, hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, Hầu Ca, nếu như không có thể được yêu tộc chúng thánh ủng hộ, người giết yêu thần, diệt chúng thánh, yêu tộc cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Hầu Tử trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Cũng không phải ta không giúp Hầu Ca. Mà là ta cảm thấy cần phải hảo hảo thương lượng một chút, ngươi làm sao có thể để cho yêu tộc chúng thánh ủng hộ ngươi, chỉ cần bọn hắn ủng hộ ngươi, bách tộc cùng Phật gia ta giúp ngươi đối kháng. Hầu Tử suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ có một biện pháp, ngươi ra mặt thuyết phục bọn hắn, bởi vì trên người ngươi có linh chủ, có vật ấy, có lẽ có thể để cho bọn hắn đứng ở bên chúng ta. Linh chủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy thử xem. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hầu Tử. Hầu Ca cùng Phật gia thế nào rồi? Hầu Tử lạnh nhạt nói. Giết mấy vị thánh nhân, Phật Tổ ra tay, ta không thể không chạy. Phật Tổ ra tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hầu Tử, gia hỏa này cực kỳ lợi hại a. Lại có thể từ trên tay lão tổ đào tẩu. Yêu giới. Dương Diệp quyết định cùng Hầu Tử đi yêu giới, như Hầu Tử nói. Nếu như Hầu Tử có thể khống chế yêu tộc,
vậy đối với hắn cùng nhân tộc mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Bất quá Dương Diệp cảm thấy hy vọng không lớn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp cùng hầu tử đi tới yêu giới. Lúc này đây Dương Diệp gặp lại Cùng Kỳ. Hiện tại Cùng Kỳ cũng là đại thiện cảnh, với hắn đồng nhất cấp bậc. Cùng Kỳ quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Người lớn lên quá nhanh, Dương Diệp ở cùng với hắn thời gian có thể nói rất dài, lúc trước Dương Diệp còn cần hắn trợ giúp, mà bây giờ, Dương Diệp đã vượt qua hắn. Mặc dù đều là đại thiện cảnh, nhưng thực lực của Dương Diệp vượt xa hắn. Cảm khái rất nhiều. Dương Diệp quan sát Cùng Kỳ một chút, sau đó cười nói. Tiền bối ở yêu tộc như thế nào? Cùng Kỳ lắc đầu. Bình thường, sự tình yêu tộc, ta rất ít tham gia. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Các ngươi thật muốn khống chế yêu tộc. Dương Diệp nói. Thử nhìn một chút, thật sự không được lại nói. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy đi gặp yêu tộc chúng thánh đi. Nói xong, ba người biến mất tại chỗ. Yêu thần điện. Dương Diệp, Cùng Kỳ còn có hầu tử đi tới địa phương thần bí nhất yêu tộc, cũng chính là yêu thần điện, nơi đây chính là chỗ ở của yêu thần. Kỳ thật lúc trước, yêu thần rất ít xuất hiện, phải nói cơ bản chưa từng xuất hiện. Hiện tại thời đại mạt pháp hàng lâm, yêu thần mới xuất hiện, sau đó một lần nữa chỉnh hợp yêu tộc, mà với thực lực của yêu thần, yêu tộc không có ai dám không phục. Ba người vừa tới yêu thần điện, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Yêu thần đợi đã lâu. Dương Diệp nhún vai, đối với cái này một chút cũng không ngoài ý liệu, dầu gì cũng là một vị trí cường giả, không có khả năng ngay cả Dương Diệp đến yêu tộc cũng không biết. Dương Diệp, Cùng Kỳ còn có hầu tử tiến vào đại điện, ở trong đại điện, đứng một trung niên mặc áo dài trắng, trung niên mày rậm, mặt chữ quốc, trên người mang theo một cỗ uy nghiêm như có như không. Người này chính là yêu thần của yêu tộc. Mà ở bên cạnh yêu thần, còn có 10 người, 10 người này, chính là thánh nhân yêu tộc. Có lúc này yêu thần đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Có một số việc muốn nói chuyện với yêu thần. Yêu thần khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người hầu tử. Chút bất ngờ. Nếu như người nguyện ý trợ giúp yêu tộc ta ở trong bách tộc là đệ nhất tộc. Thực lực của hầu tử mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không biết, nhưng hắn biết, cho dù là hắn hiện tại, cũng không có nắm chắc chiến thắng hầu tử. Phật gia mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn hết cách với hầu tử, cái này đã đủ để chứng minh hầu tử kinh khủng. Hầu tử lạnh nhạt nói. Yêu tộc thần phục Phật gia, ta vĩnh viễn không vì yêu tộc làm một chuyện gì. Yêu thần lắc đầu. Cũng không phải thần phục, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Hầu tử nhìn yêu thần. Trong mắt của ta, là như vậy. Yêu thần nhìn thoáng qua hầu tử, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói ý đồ đến của các hạ đi. Dương Diệp cười nói. Ta hy vọng yêu tộc đứng ở bên ta, không biết yêu thần nghĩ như thế nào. Nói lý do. Yêu thần nói. Dương Diệp cười nói. Ta có linh chủ, lý do này đủ chưa? Đó là linh chủ của ngươi. Yêu thần nhìn Dương Diệp. Nếu như người nguyện ý đưa nàng cho yêu tộc ta có thể đứng ở bên nhân tộc. Dương Diệp đi đến trước mặt yêu thần. Nói như vậy, không có cần nói chuyện rồi. Yêu thần lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hầu tử. Hầu ca, linh viên tộc ngươi đều ở nhân tộc ta, ngươi cũng cùng ta quay về nhân tộc đi. Từ bây giờ, cũng đừng phân cái gì nhân tộc yêu tộc. Ta cho ngươi tự do tuyệt đối, ngươi muốn giúp nhân tộc thì giúp, không giúp, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Ta còn có thể cam đoan với ngươi, nếu Phật gia muốn tìm ngươi hoặc linh viên tộc phiền toái, ta vĩnh viễn đứng ở bên ngươi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước tiên lừa hầu tử đến nhân tộc lại nói. Thực lực của hầu ca cường hãn như vậy, nếu như đối phương nguyện ý đi nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại nhân tộc cũng thiếu loại siêu cấp cường giả này. Ngoại trừ An Nam Tĩnh, hắn còn cần cường giả có thể một mình đảm đương một phía. Hầu ca này vừa vặn phù hợp. Hầu tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói, ngay lúc này, yêu thần đột nhiên nói. Dương Diệp, người thật muốn cùng bách tộc ăn thua đủ sao? Dương Diệp nhìn về phía yêu thần. Là các người muốn cùng ta ăn thua đủ. Yêu thần trầm mặc một lát, sau đó nói. Thời đại mạt pháp hàng lâm,
vì sao mọi người không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? Nếu như cả đại thiên vũ trụ đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng, mọi người vẫn có một đường sinh cơ. Dương Diệp nhìn thoáng qua yêu thần, có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới yêu thần nói như thế, mà yêu thần không giống nói dối. Dương Diệp nói, yêu thần nói không sai, nhưng đáng tiếc, ân oán giữa nhân tộc ta cùng bách tộc không dễ kết như vậy. Đã không thể bàn, chúng ta đường ai nấy. Gia, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mà lúc này, yêu thần lại nói, 3 tháng, trong 3 tháng nếu như ngươi tìm không ra linh chủ, bách tộc ta sẽ động thủ. 3 tháng, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, yên tâm, ta sẽ tìm. Nói Sonoji, Dương Diệp xoay người rời đại điện. Mà hầu tử cùng kỳ cũng lựa chọn rời đi. Sau khi 3 người Dương Diệp rời đi, trong điện, một lão giả đột nhiên nói. Vì sao Seka Hong chọn đứng ở bên hắn? 2 mắt yêu thần chậm rãi đóng lại. Chúng ta đã lựa chọn đứng ở bên Phật gia cùng bách tộc rồi. Hơn nữa, đứng ở bên hắn, tình huống có lẽ sẽ càng tê khêm không xong. Người này có được linh chủ, trên người phiền toái nhất định sẽ rất nhiều, nếu hiện tại yêu tộc ta dính vào, sợ là chết thế nào cũng không biết. Lão giả trầm giọng nói. Rất nhiều nơi của yêu tộc ta, linh khí đã bắt đầu khô kiệt, hiện tại giữa các tộc, đã bắt đầu có mâu thuẫn, tất cả mọi người tranh giành linh khí cùng linh mạch, cho dù là yêu thần điện, sợ là cũng trấn không được rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Ngoại trừ yêu tộc ta, bách tộc sợ là cũng đã xuất hiện loại tình huống này. Yêu thần nhẹ gật đầu. 3 tháng, trong 3 tháng, nếu hắn tìm không ra linh chủ, khi đó, tất cả mâu thuẫn đều sẽ chuyển di đến trên người Dương Diệp. Cái nan đề này, ai cũng giải không được, trừ khi hắn có thể tìm ra con đường mới. Mâu thuẫn. Hiện tại, đại thiên vũ trụ bắt đầu tranh đoạt linh khí, mà khi thời đại mạt pháp chính thức phủ xuống, tranh đoạt linh khí sẽ vô cùng kịch liệt, phải nói, sẽ để cho cả đại thiên vũ trụ điên cuồng. Lúc kia, mọi người cần muốn một điểm chuyển di mâu thuẫn, cái điểm này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp có được linh chủ. Vì sao? Bởi vì linh chủ có thể khôi phục linh khí. Nắm giữ linh chủ, chẳng khác nào nắm giữ linh khí. 3 tháng. Đối với bách tộc mà nói, đây là cực hạn bọn hắn có thể chờ đợi. Tới lúc đó, mặc kệ Dương Diệp yêu nghiệt như thế nào, bách tộc cũng sẽ ra tay. Dương Diệp tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Dương Diệp cùng hầu tử, cùng kỳ ly khai yêu thần điện, trong tinh không, Dương Diệp nhìn cùng kỳ và hầu tử. Cùng kỳ tiền bối, hầu ca, các ngươi là muốn tiếp tục lưu lại yêu tộc, hay theo ta quay về nhân tộc? Hầu tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta với ngươi quay về nhân tộc. Linh viên tộc ở nhân tộc, hắn tự nhiên phải đi nhân tộc. Với hắn mà nói, linh viên tộc là lo lắng duy nhất của hắn, hắn nên vì linh viên tộc tìm một đường ra, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, đứng ở bên Dương Diệp hay đứng ở bên bách tộc. Không hề nghi ngờ, hắn đứng ở bên Dương Diệp. Được hầu ca trả lời thuyết phục, Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Tiền bối thì sao? Cùng Kỳ lắc đầu. Ta đối với ngươi không có trợ giúp gì. Địch nhân tương lai của Dương Diệp, đều sẽ là thánh nhân trở lên, trong mắt hắn, thực lực của hắn bây giờ ở bên Dương Diệp, sợ sẽ chỉ là liên lụy. Dương Diệp đi tới trước mặt Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ lão ca, khi đó ngươi chỉ dẫn cùng trợ giúp Dương Diệp ta. Dương Diệp ta cả đời này cũng sẽ không quên. Lúc này đây ta mời ngươi tới nhân tộc, chỉ là hy vọng ở thời đại mạt pháp này, chúng ta có thể cùng tiến thối. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cũng có thể dắt tay cùng tiến thối, chung một chỗ liều một lần. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Được, chung một chỗ liều một lần. Dương Diệp vỗ vỗ Cùng Kỳ, sau đó nhìn về phía hầu ca. Hầu ca, ngươi cũng thế. Tạm thời cũng đừng đi tìm Phật gia phiền toái. Mặc kệ ân oán gì, thời đại mạt pháp hàng lâm, những ân oán này đều sẽ giải quyết. Hiện tại, hầu ca cần tu luyện, tương lai còn có rất nhiều địch nhân cường đại giao cho hầu ca ngươi đối phó. Hầu tử nhẹ gật đầu. Lão tôn ta bản sự khác không có, nhưng đánh nhau vẫn có chút tay nghề. Dương Diệp cười ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, trực thấu chân trời. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới một thành chỉ không biết tên của nhân giới. Loại thành này bây giờ đã là một thành trống, bởi vì nơi này linh khí khô kiệt, người trong thành cũng đã rời đi. Nhìn thành trống hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu,
sau đó tiến vào trong thành. Hắn cũng không có để cho Tiểu Bạch khôi phục linh khí, mặc dù Tiểu Bạch có năng lực này, nhưng mỗi một lần khôi phục linh khí, với Tiểu Bạch mà nói là một loại tiêu hao cực lớn. Hơn nữa, khôi phục linh khí nơi này cũng không có tác dụng gì, bởi vì địa phương khác sẽ không có, hơn nữa qua không được bao lâu, nơi đây lại sẽ không còn. Phí công. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn tiến vào một tửu lâu, ở trong tửu lâu có 20 người. Nhìn xem 20 người này, Dương Diệp mỉm cười. Các ngươi đều tới. Mọi người nhẹ gật đầu. Ở trước mặt Dương Diệp, cầm đầu là A-man, còn có Vô Tĩnh Thiên Tộc, Tần Xuyên Nhân Tộc, Đao Cuồng Ma Tộc, còn có Cổ Lực Man Tộc, cùng với Linh Tộc Linh. Người nơi này, là lúc trước Dương Diệp hắn ở tử giới kết giao huynh đệ. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, sau đó cười nói. Hôm nay, bất luận chủng tộc, bất luận ân oán, huynh đệ chúng ta không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Trong quán rượu nhỏ, cực kỳ náo nhiệt. Những người ở trước mặt Dương Diệp này, đều là huynh đệ đã từng vào sinh ra tử của hắn. Trước kia, hắn không đi tìm những người này, bởi vì khi đó hắn bị bách tộc truy nã đuổi giết, hắn không muốn những người này khó xử. Mặc dù không có đi tìm những người này, nhưng hắn từ chưa quên những người này. Có chút cảm tình, không đề cập tới, không có nghĩa là không sâu. Hãy a, huynh đệ gặp lại, như Dương Diệp nói, không luận ân oán, luận chủng tộc, chỉ có một chữ, hãy a. Thời điểm trời sắp sáng, quán rượu dần dần yên tĩnh trở lại. Trước cửa quán rượu, Dương Diệp ngồi dưới đất, thân thể dựa vào trên bậc cửa, nhìn chân trời. Lúc này A-man xuất hiện ở bên cạnh hắn. A-man ngồi xuống. Có tính toán gì không? Ý định. Dương Diệp cười nhẹ. Ta có thể có tính toán gì, tới đâu hay tới đó rồi. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Theo ta được biết, nếu như ngươi không tìm kiếm được đường ra, bách tộc sẽ ra tay với ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua mọi người trong tử quán, sau đó nói. Kỳ thật, lo lắng của ta không phải mình, mà là các ngươi, thời đại mạt pháp hàng lâm, rất nhiều người đều sẽ trở thành pháo hôi. Nguyên bản, ta muốn tụ bọn ngươi ở bên cạnh ta, nhưng ngươi cũng biết, mọi người đến từ chủng tộc bất đồng, để cho các ngươi đi theo ta, gia tộc cùng thế lực phía sau của các ngươi khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. A-man nói khẽ, thật không có phương pháp giải quyết sao? Dương Diệp nhìn về phía A-man, cười nói. Tiểu Bạch cùng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, coi như ta chết, đều sẽ không giao nàng ra. A-man trầm mặc. Dương Diệp không chịu buông tha Tiểu Bạch, như vậy vấn đề này liền biến thành khó giải. Lúc này, Dương Diệp đứng lên, cười nói. Không đàm luận những chuyện này, đêm nay chỉ uống rượu, ha ha. Vừa nói, hắn cầm lấy bầu rượu bên cạnh hung hăng uống một hơi. A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp dựa vào vách tường nhìn chân trời, hắn đời này cuối cùng làm không được vô tình như Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử không có gánh nặng trên người, trời đất bao la, không ai có thể ngăn được. Nhưng Dương Diệp hắn không được. Hắn có người thân, có bằng hữu. Những thứ này đều là lo lắng của hắn. Trong lòng có lo lắng, kiếm tự nhiên không làm đến mức tận cùng. Đây là khuyết điểm của hắn, không phải khuyết điểm trên người, mà là khuyết điểm của kiếm đạo. Thời gian từng chút trôi qua, chân trời xuất hiện màu trắng bạc. Cửa tử quán, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Vô Tĩnh nằm trong tử quán, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ra tử quán, thời điểm hắn muốn ra khỏi thành, lúc này mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở cửa, cầm đầu là một thanh niên. Có việc. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người trước mặt. Thanh niên nhìn Dương Diệp. Giao ra tất cả tiên tinh thạch trên người. Ăn cướp. Bị đánh cướp rồi, ha ha. Ngay lúc này, một tiếng cười to từ sau lưng Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, đúng là đám người Vô Tĩnh. Vô Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp. Người cái tên này, đi cũng không nói một tiếng. Dương Diệp cười nói. Muốn để cho các ngươi ngủ thêm một lát. Nói mò. Vô Tĩnh lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám người thanh niên cách đó không xa. Giải quyết như thế nào? Giờ phút này, sắc mặt đám người thanh niên đã thay đổi. Bọn hắn nhìn không ra sâu cạn của Dương Diệp, nhưng lại có thể nhìn ra thực lực của đám người Vô Tĩnh. Nhóm người trước mắt này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chọc.
Dương Diệp nhìn về phía thanh niên kia. Trước kia làm gì? Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Thiếu thành chủ của thành này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nơi này linh khí khô kiệt, vì sao bọn ngươi không đi Lâm Nhai Thánh Địa? Lâm Nhai Thánh Địa. Thanh niên cười khổ. Chỗ đó, chúng ta căn bản không đến được chỗ đó đã bị người chặn giết. Nơi đây không có linh khí, chúng ta mới có thể còn sống, bởi vì không có người tới nơi này cướp đoạt linh khí. Rời đi nơi này, đi địa phương khác, sợ là chết thế nào cũng không biết. Nghe vậy, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Nhân tộc so với hắn tưởng tượng còn muốn loạn. Nhân tộc đã coi là rất tốt. Lúc này A-man đột nhiên nói. Ngươi ở nhân tộc rất có uy vọng, trước đó ngươi ra lệnh, để cho tất cả thế lực giúp đỡ lẫn nhau. Điều này làm cho nhân tộc quyết định chỉnh đốn, trên đại thể vẫn tính ổn định, như ma tộc, yêu tộc cùng với một ít tộc khác, đã sắp hoàn toàn loạn. Kể cả man tộc ta, hiện tại man vương ta chỉ có thể duy trì một ít thế lực chủ yếu của man tộc, những thế lực này không loạn, man tộc ta sẽ không đại loạn, nhưng phía dưới, hắn đã hoàn toàn bất lực. Vu Tịnh nhẹ gật đầu. Thiên tộc ta cũng thế, thế lực mạnh thì bây giờ còn có thể bình tĩnh, nhưng phía dưới, đã hoàn toàn loạn. Mệnh lệnh của thiên quân, hoàn toàn không được việc. Ngươi là Dương Diệp. Ngay lúc này, thanh niên nơi xa đột nhiên nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, sau đó nhẹ gật đầu. Phù phù. Thanh niên kia đột nhiên quỳ xuống. Kính xin nhân vương làm chủ cho chúng ta. Mấy người bên cạnh thanh niên cũng quỳ xuống. Nhân vương. Dương Diệp nhíu mày. Là ngươi. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên nói. Ngươi bây giờ là lĩnh tụ nhân tộc, tự nhiên được tôn xưng là vương. Nhân vương. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên kia, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, đám người thanh niên lập tức bị một cơn gió đỡ lên. Dương Diệp từ trong miệng thanh niên biết được, nguyên bản thành này là có người, tuy linh khí khô kiệt, nhưng trong thành không có loạn, nhưng trước đây không lâu, một thế lực tên là Viêm Tông đột nhiên tới thành này, cướp sạch tất cả. Viêm Tông. Dương Diệp nhíu mày. Đây là thế lực gì? Thanh niên trầm giọng nói. Ở chỗ chúng ta, Viêm Tông là mạnh nhất, thời điểm bắt đầu xuất hiện linh khí khô kiệt, bọn hắn bốn phía cướp đoạt linh khí cùng tiên tinh thạch, dám có phản kháng, đều bị tàn sát. Không chỉ thành chúng ta, chung quanh mấy trăm ngàn dặm đều không thể may mắn thoát khỏi, hai mắt Dương Diệp híp lại. Ta không phải hạ lệnh, các địa phương cần trợ giúp lẫn nhau sao? Thanh niên cười khổ. Núi cao hoàng đế xa, hắn ở chỗ này làm chuyện gì, làm sao có thể bị ngài biết? Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên. Chúng ta nơi đây, huynh đệ nhân tộc có 6 người, ta cho 6 người các ngươi một nhiệm vụ, KCC ngươi dò xét cả nhân giới cho ta, một khi có thế lực cướp đoạt linh khí bốn phía, trực tiếp giết chết bất luận tội, có bao nhiêu, giết bao nhiêu. Ta sẽ để cho Liêm Sương giúp đỡ các ngươi, có vấn đề không? Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, giao cho chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Thật muốn giết sao, ta sợ sẽ khiến bắn ngược, cuối cùng loại chuyện này sợ rằng không phải ít. Giết. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hiện tại không giết, tương lai không lâu, nhân tộc triệt để đại loạn, khi đó người chết càng nhiều. Hiện tại nếu Dương Diệp ta trở thành nhân vương, nhân tộc phải theo quy củ của ta làm việc. Hiện tại, ta muốn nhân tộc đoàn kết. Nhân tộc nhất định phải đoàn kết, dám ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta một cái cũng không buông tha. Hắn biết rõ, nếu hiện tại không mạnh mẽ dập tắt, trong tương lai không lâu, ngọn lửa này sẽ quét sạch cả nhân tộc, khi đó, ai cũng không cứu được nhân tộc. Kẻ thù bên ngoài không đáng sợ, đáng sợ chính là nội loạn. Tần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Được, chúng ta sẽ đi xử lý. Nói xong. Hắn cùng 6 người khác quay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên trước mặt. Chuyện của Viêm Tông, ta sẽ xử lý, ngươi mang theo những người phía sau đi Lâm Nhai Thánh Địa, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ các ngươi, sau khi các ngươi đi, hết khả năng nghe an bài. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Chư vị, bây giờ là thời kỳ phi thường, ta không cam kết được cái gì, ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực mưu ra một con đường cho nhân tộc. Thanh niên nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ. Chúng ta tin tưởng nhân vương. Nói óng, đám người thanh niên quay người rời đi. Nếu là lúc trước,
những người này sợ là đều không sống nổi. Ngay lúc này, bên cạnh Dương Diệp, Aman đột nhiên nói. Người cái tên này, hiện tại biến thành nhân từ. Dương Diệp cười khổ. Hiện ngay lúc này, bọn hắn cũng không có biện pháp nào, cũng không phải người thập ác bất xá gì, chỉ là sinh hoạt bức bách mà thôi. Aman nhẹ gật đầu. Người đừng quên bách tộc, cái phiền toái này phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người trước mặt mình. Chư vị huynh đệ, thời đại mạt pháp hàng lâm, chư vị bảo trọng, nếu có phiền toái gì, tùy thời đến nhân tộc tìm ta. Nói xong, hắn bấm tay điểm ra, trước mặt mọi người đều xuất hiện một nạp giới. Mọi người nhìn thoáng qua nạp giới, ngây ngẩn cả người. Trong mỗi một nạp giới, đều có gần 10 vạn viên tiên tinh thạch. 10 vạn viên tiên tinh thạch. Ngay lúc này, đây quả thật là một khoản tiền lớn, có thể nói, gia tộc phía sau bọn họ sợ là đều không lấy ra được. Mà đã có 10 vạn viên tiên tinh thạch này, dù cho thời đại mạt pháp hàng lâm, bọn hắn cũng có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng mọi người nhìn tiên tinh thạch trong tay trầm mặc, trầm trọng. Bọn hắn không phải không muốn giúp đỡ Dương Diệp, mà thật sự bất đắc dĩ. Đám người Tần Xuyên có thể quang minh chính đại trợ giúp Dương Diệp, bởi vì bọn họ là nhân tộc. Nhưng bọn hắn không được. Nếu bọn hắn giúp đỡ Dương Diệp, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho gia tộc mình. Hơn nữa, hiện tại bách tộc cùng nhân tộc là đối địch. Nếu bọn hắn đứng ở bên Dương Diệp, không thể nghi ngờ là phản tộc. Cho dù Aman trời sinh tính khoáng đạt, cũng không có ở thời điểm này đứng bên Dương Diệp. Bất đắc dĩ. Thật sự quá bất đắc dĩ. Viêm Tông. Dương Diệp ly khai tòa thành kia, đi tới Viêm Tông. Viêm Tông ở trên một ngọn núi lớn, nhìn bề ngoài, hơi có chút khí phái, chưa tính là tiểu thế lực. Dương Diệp đi thẳng tới trên không Viêm Tông, sau đó chân phải đạp mạnh. Ầm, cả Viêm Tông run lên kịch liệt, vô số người kinh hãi, rất nhanh, hơn 10 vị cường giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ai là Viêm Tông tông chủ? Dương Diệp nói. Lúc này, một trung niên đứng ra, đối phương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp nói. Từ nay về sau, Viêm Tông cải tà quy chính, đừng đánh cướp khắp nơi nữa, có được hay không? Hai mắt trung niên híp lại. Các hạ là đến gây sự. Dương Diệp nhìn trung niên. Được, hay không được? Trung niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thông chi bọn hắn, nói có người đến gây sự. Một lão giả bên cạnh trung niên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một truyền âm thạch. Nhưng đúng lúc này, suy 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 suy. Không có dấu hiệu nào, trước mặt Dương Diệp, ngoại trừ trung niên kia, còn lại hơn 10 người, đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Cả người trung niên trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Ngay lúc này, một mảnh hồng mang đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, thoáng qua, một cái tay màu đỏ từ sau lưng Dương Diệp thò ra, chộp tới Dương Diệp. Dương Diệp quay người, khi thấy đối phương, lông mày lập tức nhíu lại. Là ngươi. Ở trước mặt Dương Diệp chính là một nữ tử mặc váy đỏ. Thời điểm nữ tử váy đỏ chứng kiến Dương Diệp, tay như thiểm điện rụt trở về. Nữ tử váy đỏ này không phải người khác, đúng là ban đầu ở Tu Du Sơn hạ giới. Đi vào Đại Thiên Vũ Trụ, Dương Diệp ở tử giới nhìn thấy đối phương một lần, đến tận đây, Dương Diệp không có nhìn thấy qua đối phương. Hắn thật không ngờ, hiện tại rõ ràng ở chỗ này nhìn thấy. Là ngươi. Nữ tử váy đỏ trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn đối phương. Thế lực sau lưng của Viêm Tông này, là Tà Minh ngươi. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Xem ra, Tà Minh ngươi là muốn ở nhân tộc ta gây sự. Nữ tử váy đỏ trầm giọng nói. Chúng ta không có đối nghịch với ngươi. Đơ Lương Diệp cười lạnh. Viêm Tông này bốn phía cướp đoạt linh khí cùng tiên tinh thạch, này còn không phải đối lập với ta. Ngay lúc này, tay phải nữ tử váy đỏ vung lên, xê trung niên cách đó không xa thân thể nổ bể ra. Nữ tử váy đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Đủ chưa? Dương Diệp bây giờ, là không thể trêu. Mặc dù Tà Minh có chút thế lực, nhưng đừng nói Tà Minh, coi như là tam đại gia sợ là cũng không dám tùy tiện gây sự với Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đỏ. Trở về nói cho Tà Minh tà tổ của ngươi biết, đừng ở nhân tộc gây sự cho ta, bằng không thì, ta diệt Tà Minh. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn đi. Nhưng đúng lúc này,
nữ tử váy đỏ đột nhiên nói. Khuyên ngươi một câu. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía nữ tử váy đỏ, nữ tử váy đỏ nói. Giao linh chủ ra, trời đất bao la, Dương Diệp ngươi tiêu giao khoái hoạt. Nếu không, sợ là ngươi sống không quá 3 tháng. Chỉ là một lời khuyên, không có ý uy hiếp. Dương Diệp nói. Thế nào, Tà Minh ngươi cũng ngấp nghé linh chủ. Nữ tử váy đỏ không có trả lời. Dương Diệp cười nói. Ta từ huyền giả đại lục đi tới hôm nay, địch nhân sao mà nhiều, Dương Diệp ta sợ qua người nào. 3 tháng, sau 3 tháng ta muốn nhìn, là Dương Diệp ta vong, hay vẫn là đại thiên vũ trụ này bách tộc vong. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, nữ tử váy đỏ lắc đầu. Thực là thằng điên. Dương Diệp trở lại Lâm Nhai Thánh Địa, giờ phút này, bầu không khí của Lâm Nhai Thánh Địa hơi có chút ngưng trọng. Mặc dù không có phát sinh chiến tranh, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, ánh mắt bách tộc tùy thời đang ngó chừng nhân tộc. Chiến tranh, cuối cùng là sẽ đến. Trở lại Lâm Nhai Thánh Địa, Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Lúc này đây, hắn không có luyện kiếm kỹ, mà tu luyện hồn huyết châu. Hắn muốn hấp thu vật ấy, dùng cái này tăng sát ý của mình. Thời gian từng chút trôi qua, 2 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp một mực tu luyện, nhân tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Dương Liêm Xương xử lý, linh khí của cả Lâm Nhai Thánh Địa cũng bắt đầu khô kiệt, bất quá bị Tiểu Bạch khôi phục. Chuyện Tiểu Bạch khôi phục linh khí của Lâm Nhai Thánh Địa rất nhanh truyền khắp Đại Thiên Vũ Trụ. Linh chủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhớ kỹ 2 chữ này. Điên cuồng. Một cái chớp mắt này, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực điên cuồng. Được linh chủ, sống sót. Cái khẩu hiệu này không biết ai hô trước, rất nhanh truyền khắp cả Đại Thiên Vũ Trụ. Nhưng được linh chủ, ai là trở ngại lớn nhất? Không phải nhân tộc, mà là Dương Diệp. Dương Diệp là trở ngại lớn nhất, vì vậy lại một khẩu hiệu hô lên. Giết Dương Diệp, được linh chủ, sống sót. Mà Dương Diệp như trước đang tu luyện, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ đã bắt đầu đại loạn, các tộc mâu thuẫn xích mích cực kỳ sâu sắc, cho dù là nhân tộc ổn định nhất cũng có chút rối loạn, mặc dù có cường giả không ngừng trấn áp, nhưng người muốn sống, muốn tu luyện, muốn gia tăng tuổi thọ liền cần tiên tinh thạch, không có tiên tinh thạch, liền sống không nổi. Vì mạng sống, rất nhiều cường giả nhân tộc cũng bắt đầu tìm phiền toái. Các tộc ở giữa mâu thuẫn, càng ngày càng kịch liệt. Mà bách tộc cho Dương Diệp 3 tháng, sắp đến. Võ Đế Học Viện. Võ Đế Học Viện phó viện trưởng đi vào trong phòng của An Nam Tĩnh, hắn nhìn An Nam Tĩnh có chút thi lễ. An Nam Tĩnh mở mắt, nói, trừ 3 vị thánh nhân bị ngươi giết, hơn 7 vị thánh nhân kia nguyện ý đứng ở bên ngươi, cũng nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Mà còn dư lại mấy vị, đã rời khỏi Võ Đế Học Viện. Phó viện trưởng nói, An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đi đâu? Phó viện trưởng hỏi. An Nam Tĩnh nói, nhân tộc, thật muốn dùng Võ Đế Học Viện làm tiền đặt cược sao? Phó viện trưởng nói, An Nam Tĩnh nhìn về phía phó viện trưởng. Võ Đế Học Viện có thể không tới sao? Nói xong, An Nam Tĩnh đã biến mất. Tại chỗ, phó viện trưởng đắng chát cười cười, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Nghe nàng, nghe vậy, biến sắc phó viện trưởng, không có do dự chút nào, lập tức quay người rời đi. Binh gia. Sâu trong rừng trúc, trên sông, binh tổ ngồi xếp bằng trên bầu trời, ở trước mặt hắn không xa, là Phật gia Phật tổ. Mà 4 phía 2 người, là thiên quân của thiên tộc, yêu thần, linh thần, ma quân, vu hoàng, còn có 1 vị man vương. Mấy người kia, trừ thiên quân, người còn lại đã nửa chân đạp đến tổ cảnh. Binh tổ liếc nhìn mọi người. Hôm nay chư vị có thể tới, nghĩ đến cũng đã làm ra quyết định. Ta sẽ không nói thêm cái gì. Thêm ta 1 người, được hay không? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc váy tím bồng bềnh bay tới. Người tới không phải người khác, đúng là U Minh Điện Điện chủ Thiếu Ti. U, một phân thân. Minh tổ nhíu mày. Thiếu Ti U cười nói. Chân thân tùy thời có thể xuất hiện. Nghe vậy, lông mày Minh tổ giãn ra, lập tức khẽ gật đầu. L. Cực kỳ hoan nghênh.
vậy cũng thêm ta một cái đi. Lúc này, lại một giọng nói ở chỗ không xa vang lên. Người đến là một trung niên tóc đỏ thẫm, trên người tản ra khí tức tà ác nồng nặc. Người tới, chính là vị tà tổ kia của tà Minh. Vị tà tổ này, là cường giả lão tổ chân chính. Trong thiên địa, ngoại trực tứ đại gia, tự nhiên còn có lão tổ khác, chỉ có điều những lão tổ này tương đối ít nổi danh, cơ bản không hiện ra ở trong mắt thế nhân. Mà vị tà tổ này, đã từng tham dự cuộc chiến diệt thần năm đó. Làm sao có thể thiếu được ta? Ngay lúc này, lại một giọng nói vang lên. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy người này, Ma Quân biến sắc, vội vàng đứng lên. Lão tổ, người tới, đúng là Ma Tổ. Ma Tổ cùng Dương Diệp đã gặp mặt, bất quá đó là ở hạ giới. Lại một vị lão tổ. Bốn vị lão tổ, tăng thêm Thiếu Ti U, thì tương đương với năm vị lão tổ. Đội hình như thế, có thể nói là mạnh nhất đại thiên vũ trụ hiện tại. Trong tràng, hai mắt Minh Tổ chậm rãi đóng lại. Vậy thì bắt đầu đi. Minh giới, địa phương không người nào biết, cũng là ngọn núi chính của sát phạt nhất mạch. Một lão giả đang quét đất. Vị lão giả này, chính là viên lão lúc trước chỉ dẫn Dương Diệp. Ở bên cạnh viên lão cách đó không xa, là binh gia tiểu sư thúc Trọng Dạ. Trọng Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói. Bắt đầu rồi. Trọng Dạ bên cạnh, viên lão lạnh nhạt nói. Viên lão thấy thế nào? Trọng Dạ hỏi. Viên lão để cây chổi trong tay xuống, sau đó nhìn về phía chân trời. Đại thiên vũ trụ, vong. Nghe vậy, đồng tử của Trọng Dạ bỗng nhiên co rụt lại. Thiên cơ tiền bối, ngươi. Viên lão trước mắt này, chính là người sáng lập thiên cơ viện lúc trước đã biến mất thật lâu. Thiên cơ lão nhân. Thần chiến trường. Dưới mặt đất, trong thành, đại điện. Ở vị trí đầu não là chí nữ, bên cạnh chí nữ là Đinh Thược Dược. Mặc dù bây giờ chí nữ là thần tộc tộc trưởng, nhưng đại đa số sự tình của thần tộc đều là Đinh Thược Dược xử lý, đây chính là ý tứ của chí nữ. Trong thần tộc, địa vị của quân sư gần với tộc trưởng nhất. Ở hai bên đại điện, có 25 người, bên trái 10 người mặc trường bào màu trắng, mà bên phải thì mặc áo đen. Ở chính giữa, là năm trung niên mặc khôi giáp màu tím. Bên cạnh Đinh Thược Dược cùng chí nữ, là Âm Trọc Linh. Mà bên ngoài cửa đại điện, nằm là Đế Ngạc. Cường giả thần tộc tề tụ. Trong điện vô cùng an tĩnh, qua không biết bao lâu, Đinh Thược Dược mở mắt. Linh chủ. Nghe vậy, chí nữ khẽ cúi đầu, nàng biết Đinh Thược Dược làm ra lựa chọn gì. Đinh Thược Dược nhìn phía trước, mặt không biểu tình, không nói gì. Di tích tiền sử. Trong đại điện, quan tài đã vỡ vụn, trên quan tài nổi lơ lửng một bóng mờ. Cứ như vậy, trong đại điện an tĩnh hồi lâu, đột nhiên một giọng nói ở vang lên. Đã loạn, mời chủ thượng chuẩn bị. Thanh âm rơi xuống, trong điện yên tĩnh trở lại. Thủy linh tinh. Ở chỗ sâu trong thành, trên tế đàn, cả tế đàn không có dấu hiệu nào rung động. Không biết trải qua bao lâu, một thanh âm điên cuồng từ trong đó truyền ra. Ha ha, linh khí sụp đổ, linh khí sụp đổ. Chờ vô số năm, rốt cuộc chờ cho linh khí sụp đổ. Ha ha, theo tiếng cười điên cuồng vang lên, toàn bộ phế thành đột nhiên xuất hiện một quang trận, mà cái quang trận này, đang dần dần ảm đạm. Sở dĩ ảm đạm, là vì linh khí dần dần ít đi. Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng qua, 3 tháng đã đến. Tại hạ giới, trong rừng trúc, trong một gian nhà trúc. Một nam tử cụt tay nhìn bức họa trên vách tường, ngơ ngác xuất thần. Nữ tử trong tranh, đúng là mẹ của Dương Diệp. Qua không biết bao lâu, nam tử cụt tay đột nhiên đến gần bức họa kia. Ngọc Nhi, Dương vô địch ta cả đời này, không hổ thiên, không hổ địa, nhưng chỉ có xấu hổ ngươi cùng Diệp Nhi. Diệp Nhi đã lớn, có thể một mình đảm đương một phía. Mà ngươi, yên tâm, ta lập tức sẽ tới giúp ngươi. Nói xong, hắn quay người đi ra phòng trúc. Bên ngoài phòng trúc, 5 tên lão tổ, Minh Tổ, Phật Tổ, Ma Tổ, chân thân Thiếu Ti U, Tà Tổ. 5 vị lão tổ. Dương vô địch đi ra cửa trúc, đi tới trước mặt của đám người binh tổ. Nhìn mọi người, Dương vô địch cười cười. Đội hình thực lớn. Ngươi chính là cha của Dương Diệp. Lúc này, Thiếu Ti U đột nhiên đứng ra. Theo ta điều tra được, ngươi là người Dương gia, ban đầu ở Dương gia thân thể xuất hiện biến cố,
bị giáng chức đi Huyền Giả Đại Lục, ở Huyền Giả Đại Lục gặp mẹ của Dương Diệp, sau khi Dương Diệp xuất hiện, người khó hiểu biến mất, ta rất muốn biết, trong khoảng thời gian biến mất này, người đang làm gì? Dương Vô Địch nhìn đối phương, sau đó nói. Thiếu Ti U, là ta. Thiếu Ti U cười nói. Dương Vô Địch cười nhẹ, sau đó nói. Có thể nói cho người biết, trong khoảng thời gian ta biến mất này, là đi đối phó một người. Người nào? Thiếu Ti U hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Ngươi đoán đi. Nghe vậy, Thiếu Ti U nhíu mày. Nhưng Dương Vô Địch CK không có để ý nàng, mà nhìn về phía đám người binh tổ. Xem ra, các ngươi cuối cùng vẫn quyết định cướp lấy linh chủ. Binh tổ lạnh nhạt nói. Thật bất ngờ sao? Dương Vô Địch lắc đầu. Không ngoài ý muốn, sớm nằm trong dự liệu. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đám người binh tổ, sau đó nói. Vậy thì tới đi. Thanh âm rơi xuống, hắn biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, năm vị lão tổ cũng biến mất theo không thấy. Trong vũ trụ, một trận đại chiến chấn động thế gian lặng yên diễn ra. Trận đại chiến kinh thế này, kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm, vô số hư không thế giới bị đánh nhảy, vô số vũ trụ tinh không đập nát. Bất quá không có gây ra động tĩnh gì, bởi vì đều bị phong tỏa. Ngày thứ 4. Trận chiến đấu này rốt cục cũng ngừng lại. Ở trong hư không vỡ nát, một người đàn ông lẳng lặng nằm trong mảnh hư không này. Chung quanh là hắc động vô tận cùng mảnh vỡ không gian. Người đàn ông này, đúng là Dương Vô Địch. Không biết qua bao lâu, một trung niên đại hán đột nhiên đi tới vùng hư không này, người này là Võ Đế. Võ Đế nhìn trung niên kia hồi lâu, sau đó nói. Dương huynh, tạm biệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cứ như vậy, trong tràng lại khôi phục yên tĩnh. Một lúc lâu sau, một trung niên mặc trường bào màu trắng tới nơi này. Bất quá thân thể trung niên có chút hư ảo, hiển nhiên không phải bản thể. Trung niên nhìn Dương Vô Địch hồi lâu, sau đó nói. Bình sinh đối thủ, chỉ có hai người, hiện tại chỉ còn một. Nói xong, tay phải trung niên vung lên, trong chốc lát, ba tia kiếm quang bao phủ thi thể Dương Vô Địch. Thoáng qua. Trung niên biến mất trong mảnh hư không này. Ở một góc nào đó, một nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng đấy. Người này, đúng là Đinh Thược Dược. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Dùng thân thể bị thương, còn có thể trọng thương năm vị lão tổ, Dương Vô Địch. Không hổ hai chữ vô địch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhân giới, Lâm Nhai Thánh Địa. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, đi tới trong đại điện, trong đại điện. Nhân tộc chúng thánh đã tề tụ, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người hắn. Tới rồi sao? Dương Diệp nói khẽ. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Dương Diệp mỉm cười. Được, một lần giải quyết đi. Nói xong, hắn mang theo mọi người đi ra đại điện, đi ra phía ngoài. Bên ngoài, chuẩn xác mà nói là trên không nhân giới, đã bị người phong tỏa, ở trên không Lâm Nhai Thánh Địa, gần trăm vị thánh nhân. Trăm vị thánh nhân. Lúc này đây, bách tộc tinh nhuệ ra hết, không có bất kỳ giữ lại, một chút giữ lại cũng không có, thánh nhân bách tộc có thể tới đều tới. Mục đích rất đơn giản, tuyệt sát Dương Diệp, đoạt linh chủ. Cầm đầu đúng là yêu thần. Yêu thần nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, giao ra linh chủ, người cùng nhân tộc có thể sống, bằng không thì đều phải chết. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giao ra linh chủ. Nhân tộc chúng thánh trầm mặc, lúc này đây. Mục đích của bách tộc rất đơn giản, muốn linh chủ, không có linh chủ không bỏ qua. Dương Tiểu Hữu. Lúc này, một nhân tộc thánh nhân muốn nói lại thôi. Dương Diệp nhìn lướt qua chúng thánh trong tràng, chúng thánh vẫn trầm mặc. Kỳ thật, Dương Diệp làm sao không biết tâm tư của nhân tộc. Ở nhân tộc chúng thánh xem ra, giao linh chủ, có thể bảo đảm nhân tộc chu toàn, có thể bảo đảm Dương Diệp an toàn. Nhân tộc không thể bởi vì một linh chủ mà bị diệt tộc. Không chỉ chúng thánh, cơ bản cả nhân tộc hơn 90% người đều nghĩ như vậy. Mà lúc này, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, tiểu chảo nhẹ nhàng vung, nước mắt không ngừng chảy ra, rơi lệ thành khí, trong tràng rất nhanh bị một đám sương mù bao phủ, ý tứ của nàng là, giao nàng cho đám người yêu thần, nàng nguyện ý. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Bạch chảy nước mắt, đột nhiên Dương Diệp cười phá lên, tiếng cười như sấm, chấn động cuối chân trời.
Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, mọi người tự nhiên là không dám khinh thị. Người trước mắt này, có thể nháy mắt giết thánh nhân. Huống chi bên cạnh Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh, bọn hắn không dám khinh thị. Một lát sau, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch còn đang rơi lệ, sau đó nói. Dương Diệp ta, là nhân tộc vương, tự nhiên nên dùng đại cục làm trọng, ta không phụ nhân tộc, nhưng ta càng không phụ Tiểu Bạch ngươi. Từ giờ phút này, Dương Diệp ta cùng nhân tộc không còn quan hệ. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Muốn linh chủ, vậy đến đây. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp ôm Thiên Tú cùng Tiểu Bạch rời đi. Vì nhân tộc vứt bỏ Tiểu Bạch, Dương Diệp hắn làm không được. Làm không được. Nhân tộc không đứng ở bên hắn, không cùng hắn chung một chỗ thủ hộ Tiểu Bạch, hắn không trách nhân tộc chúng thánh, cũng không trách nhân tộc. Hắn chọn rời đi, lựa chọn mang theo Tiểu Bạch ly khai, một mình đi đối mặt bách tộc chúng thánh. Sau khi Dương Diệp rời đi, Hầu Tử và Cùng Kỳ cũng theo đó ly khai, trừ đó ra, còn có một người, cái kia chính là An Nam Tĩnh. Bất quá thánh nhân võ đế học viện bên người An Nam Tĩnh không có đi theo. Trong hư không, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, là đám người yêu thần. Mà ở bên cạnh Dương Diệp, là Hầu Tử, An Nam Tĩnh, Cùng Kỳ. Hai người, hai yêu, bách thánh. Từ đội hình nhìn lại, bên Dương Diệp hoàn toàn bị nghiền ép. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, hắn cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hầu Ca và Cùng Kỳ. Hai vị có thể rời đi. Bách tộc nhằm vào chính là hắn, hắn không muốn để cho Hầu Tử và Cùng Kỳ không công hy sinh ở chỗ này. Hầu Tử lắc đầu. Lúc trước thời điểm Lão Tôn nguy nan, chỉ có Dương Diệp ngươi ra tay giúp đỡ, hôm nay ngươi gặp nạn, Lão Tôn ta làm sao có thể rời đi. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng Hầu Tử lắc đầu. Không cần nhiều lời. Dương Diệp bất đắc dĩ, nhìn về phía Cùng Kỳ đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nắm lấy bờ vai của Cùng Kỳ, sau đó mạnh mẽ thu vào Hồng Mông Tháp. Thoáng qua, Hồng Mông Tháp chấn áp Cùng Kỳ lại. Không phải hắn ghét bỏ thực lực của Cùng Kỳ thấp, mà là loại chiến đấu này, Cùng Kỳ tham dự vào, sợ là sẽ bị nháy mắt giết chết. Hiện tại, chỉ còn lại có Dương Diệp, An Nam Tĩnh còn có Hầu Tử. Mà ở trước mặt bọn họ, là Bách Thánh. Ngay lúc này, Hầu Tử đột nhiên đứng ra. Để cho Lão Tôn ta mở trận đi. Thanh âm rơi xuống, tay phải Hầu Tử chiêu chiêu, trong chốc lát, một cây kim bảng tản ra ánh sáng đỏ rực xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, kim bảng trong tay trực tiếp ném về phía đám người yêu thần. Kim bảng kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc đã dài đến gần nghìn trượng, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho hư không hư ảo. Hầu Tử vừa ra tay liền kinh người như thế, đám người yêu thần không dám khinh thường. Lập tức có khoảng chừng 20 vị thánh nhân vọt về phía Hầu Tử. 20 vị thánh nhân. Hầu Tử cũng không có đánh qua nhiều thánh nhân như vậy, bất quá ở trong mắt hắn, không sợ hãi chút nào, chỉ có chiến ý hừng hực. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Cẩn thận. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng khẽ vẫy tay phải, chiến thiên xuất hiện, sau một khắc, chiến thiên bắt đầu rung động, một đạo uy áp khủng bố không ngừng từ trong đó tràn ra. Thoáng qua, chân phải An Nam Tĩnh đạp mạnh, cả người hóa thành một luồng sáng vọt về phía đám người yêu thần. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Vô giải. Dương Diệp hắn không buông Tiểu Bạch, bách tộc căn bản không có khả năng buông tha hắn, mà khi đại quân bách tộc đến, nhân tộc chúng thánh cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đối với cái này, hắn không trách nhân tộc chúng thánh, nếu như có thể bỏ một người cùng một vị linh chủ đổi lấy nhân tộc hòa bình. Nhân tộc chúng thánh cùng cả nhân tộc khẳng định đều sẽ đồng ý. Đối với cái này, Dương Diệp lý giải, cho nên hắn chọn rời đi. Nhưng từ nay về sau, chuyện của nhân tộc cùng hắn không liên quan gì nữa. Dương Diệp hắn là Dương Diệp hắn, nhân tộc là nhân tộc, mọi người sinh tử, không liên quan tới nhau. Đây là hắn cùng nhân tộc làm ra lựa chọn. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, hai luồng huyết quang bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, chỉ trong nháy mắt, hư không biến thành đỏ thẫm. Sát ý. Sát ý cường đại đủ để ảnh hưởng tâm trí của chúng thánh. Chúng thánh kinh hãi, nhao nhao vận chuyển huyền khí ngăn cản sát ý của Dương Diệp. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp cầm theo kiếm đi về phía đám người yêu thần.
hôm nay, coi như Dương Diệp ta chết ở đây, lão tử cũng muốn lôi kéo thánh nhân bách tộc chôn cùng. Đến đây đi. Nói xong, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên bắn nhanh ra. Trong chốc lát, ông, tiếng kiếm reo vang vọng cả hư không chiến trường, toàn bộ hư không dạn nứt ra, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn về bốn phía. Không đến một hồi, phương viên mấy trăm ngàn trượng đều vỡ nát. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ba người chiến trăm vị thánh nhân. Chiến qua sao? Tự nhiên là chiến không được, bất quá Dương Diệp cũng không có cách nào, đến lúc này, dù 1000 vị thánh nhân ở trước mặt hắn, hắn cũng phải chiến. Lực lượng cường đại không ngừng từ trong kiếm quang huyết sắc của Dương Diệp tràn ra, giờ khắc này, hư không chiến trường không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Hư không chiến trường biến thành hắc động. Ngay lúc này, hai mắt yêu thần chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ chung quanh hắn lặng yên hiển hiện. Thời điểm đạo kiếm quang huyết sắc kia của Dương Diệp đi vào trước mặt hắn hơn một trượng, yêu thần đột nhiên mở mắt, tay phải biến thành thú chảo, như hình rồng, nhưng lại có bất đồng, hiện lên uốn lượn quỷ dị. Thoáng qua, thú chảo đột nhiên nắm về phía kiếm quang của Dương Diệp. Ầm! Kiếm quang huyết sắc của Dương Diệp bị một trưởng này vỗ nát bấy, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm bay đến. Sắc mặt yêu thần không thay đổi, nâng lên thú chảo ngăn cản. Ầm! Lực lượng cường đại chấn động ra, một ít thánh nhân chung quanh bị cỗ lực lượng này chấn không ngừng lùi lại. Sắc mặt yêu thần hiện lên dữ tợn. Dương Diệp, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh âm rơi xuống, thú chảo chấn động mạnh một cái. Ầm! Một cỗ lực lượng quỷ dị truyền ra, lực lượng cường đại lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cách không nắm về phía Dương Diệp. Ầm! Chỗ đó trực tiếp nổ bể ra, nhưng Dương Diệp đã quỷ dị xuất hiện ở sau lưng yêu thần, thoáng qua, một thanh kiếm cắm vào sau lưng hắn, kiếm nhập ba phần, máu tươi bắn tung tóe, nhưng không cách nào tiến thêm nửa tấc. Bởi vì giờ khắc này, thân thể của yêu thần đã biến thành hình thú. Chuẩn xác mà nói là yêu thần khôi phục bản thể của yêu thần hình dạng như vượn, vô cùng cao, dài trăm hơn trượng, rộng cũng có vài chục trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ, như vượn, nhưng lại có bất đồng, trên người che kín lân phiến, giống như long lân, hơn nữa đỉnh đầu có hai cây sừng bén nhọn, trên sừng lóe ra hàn quang. Hám thiên long viên. Dương Diệp liếc mắt liền nhận ra lai lịch của bản thể yêu thần, cái này tự nhiên là bởi vì hắn ở võ đế học viện đọc bí sử của các tộc. Trong này, không chỉ có bí sử các tộc, còn có lai lịch một chút yêu thú cùng cường giả cường đại. Hám thiên long viên. Một cỗ lực lượng quỷ dị truyền ra, lực lượng cường đại lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cách không nắm về phía Dương Diệp. Hậu đại của long tộc cùng linh viên tộc ở thời kỳ viễn cổ, ở thời kỳ đó, lực lượng long tộc là đứng đầu nhất, mà có thể chống lại, ít càng thêm ít, linh viên tộc chính là một cái trong số đó. Hai người kết hợp, sinh ra hậu đại có được thần long chi lực cùng linh viên chi lực, hai loại lực lượng cường đại cùng tồn tại, đủ để phá thiên. Cái thiên này, là chỉ cả đại thiên vũ trụ. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm vào lưng yêu thần phản ứng cực nhanh, lập tức khôi phục bản thể. Sau khi khôi phục bản thể, lực lượng cường đại trực tiếp chấn Dương Diệp bay ra ngoài. Cách đó không xa, yêu thần nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, đều nói ngươi là đệ nhất nhân dưới tổ cảnh, đến. Để cho bản vương nhìn xem có phải thật hay không. Thanh âm rơi xuống, tay phải vỗ tới. Trong một trường, thiên địa rung rẩy. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, trong cặp mắt của hắn, một vùng huyết vụ tràn ra, ngay sau đó, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang cường đại trực tiếp xé rách không gian hắc động, đâm vào trên bàn tay của yêu thần. Răng rắc, bàn tay yêu thần rạn nứt, thoáng qua. Đạo kiếm quang huyết sắc này xuyên qua bàn tay hắn, trở lại trước mặt của yêu thần. Ngay lúc này, yêu thần đột nhiên hét giận dữ. Một cỗ sóng âm kinh khủng chấn động ra, cỗ lực lượng này lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài. Giống như tiếng long ngâm. Mà thời điểm Dương Diệp bị đánh bay ra, kiếm trong tay hắn rời khỏi tay, hóa thành kiếm quang bắn về phía yêu thần. Xuy! Trong tràng vang lên âm thanh nứt vỡ, đó là thanh âm sóng âm bị xé nứt. Bén nhọn chói tai. Đoạn tội đi thẳng tới trước mặt yêu thần, ở quanh người đoạn tội, kiếm quang lăng lệ ác liệt hơn nữa, một kiếm này, đủ để xé rách hết thảy. Trong mắt yêu thần hiện lên lệ khí, tay trái nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt oanh một cái.
ầm, một đấm ra, lực lượng cuồn cuộn, lực lượng cường đại lập tức chấn không gian hắc động mai một, Đoạn Tội cũng bị chấn bay ra ngoài, sau khi bị đánh bay, Đoạn Tội trực tiếp rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng Đoạn Tội rơi vào trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này, quanh người Đoạn Tội, đã không còn kiếm quang ác liệt. Nhìn Đoạn Tội trước mặt, tay phải Dương Diệp đặt ở trên chuôi kiếm, lúc này Đoạn Tội nói khẽ. Thật có lỗi, không giúp được ngươi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.